Xin chào tất cả các bạn. Xin chào bạn dòng sông Hiền Hòa. Ngày hôm nay thì Hải Ninh sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề, đó chính là vì sao mà để được đạt được thành công. Livestream này ngày hôm nay của mình là một livestream mở đầu cho một năm mới, năm 2019. Vì sao bạn muốn thành công và bí quyết vượt lên đỉnh cao là gì? Trong cái livestream này mình sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn để các bạn hiểu rõ vì sao mà các bạn muốn thành công. Và ngày có thể nói là ngày đầu tiên của ngày làm việc trong năm 2019 thì Hải Ninh muốn gửi lời chúc sức khỏe tới các bạn và muốn giúp cho các bạn, những bạn đang kinh doanh online sẽ mong các bạn sẽ gặt hái được nhiều cái kết quả cũng như là đạt được nhiều những cái thành công trong cuộc sống. Và chúc các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công và hạnh phúc. Xin chào Thanh Loan, chào Trần Thị Lan. Các bạn hãy vào xem livestream đi ạ. Xin chào Quỳnh Nhi. Xin chào chị Trần Thị Lan. Thì trong cái livestream này của mình ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề, đó chính là chủ đề về vì sao bạn muốn thành công. Vì sao bạn muốn thành công? Đã bao giờ bạn hỏi, bạn tự đặt cái câu hỏi này ra chưa? Đã bao giờ bạn tự đặt cái câu hỏi này cho chính mình chưa? Xin chào Minh Thu. Xin chào Phạm Thị Hảo. Hôm nay thì ngày hôm nay mình nhận được rất là nhiều các cái câu hỏi của các bạn, đặc biệt là những bạn kinh doanh online. Các bạn đều rất là mong muốn, hầu hết tất cả các bạn đều rất là mong muốn bán được hàng, đẩy hàng tồn, tuyển được nhiều sỉ. Và các bạn đang rất là mong muốn mình chia sẻ các cái phương pháp để hỗ trợ các bạn bán hàng hiệu quả. Thế thì tuy nhiên trước khi mà bắt đầu chính thức để chia sẻ cho các bạn những cái nội dung như vậy thì với cái livestream đầu tiên trong năm 2019 này, mình muốn giúp các bạn và muốn cho các bạn hiểu rõ được cái lý do mà các bạn bắt đầu. Tức là lý do vì sao mà các bạn muốn thành công. Các bạn hiểu không ạ? Lý do vì sao mà các bạn muốn thành công. Thì trong cái livestream này, mình muốn các bạn, những bạn đang xem livestream, các bạn hãy chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Hãy cùng nhau đưa ra các cái nội dung để các bạn hiểu rõ hơn về chính bản thân mình, cũng như là thông qua cái livestream này các bạn sẽ nhận được những cái giá trị vô cùng to lớn để các bạn hiểu được cái lý do vì sao mà các bạn muốn thành công. Cái lý do mà các bạn bắt đầu để các bạn gì ạ? Lúc nào các bạn cũng nghĩ rằng là các bạn muốn bán được hàng nhiều hàng. Lúc nào các bạn cũng muốn là đẩy được nhiều hàng tồn đi, bán được hàng, thu được tiền về đúng không ạ? Tuyển được nhiều sỉ. Đó. Và hầu hết tất cả các bạn kinh doanh online đều đang mong muốn cái điều này, đúng không ạ? Thế nhưng mà trước khi mà mình chia sẻ những cái nội dung như vậy thì trong cái livestream đầu tiên này, mình muốn chia sẻ cho các bạn và muốn hỗ trợ giúp đỡ cho bạn hiểu ra cái lý do đầu tiên, và nó vô cùng quan trọng. Lý do đầu tiên để mà các bạn gì ạ? Các bạn có thể bắt đầu quá trình kinh doanh online một cách thành công hơn. Các bạn phải biết được vì sao mà mình muốn thành công, vì sao, cái điều gì mà thôi thúc mình để mà mình muốn thành công, đúng không ạ? Để mình muốn thành công. Thế thì cái câu hỏi đầu tiên trong cái livestream này, là cái câu hỏi mà có lẽ là rất nhiều bạn có thể là gì ạ? Có nhiều cái đáp án, có nhiều cái câu trả lời là khác nhau. Vậy thì với cái nội dung livestream này ngày hôm nay, mình muốn là các bạn chia sẻ cái livestream này về tường để gì ạ? Để khi mà các bạn xem lại, các bạn hãy gì ạ? Mỗi khi mà các bạn cảm thấy khó khăn, mỗi khi các bạn cảm thấy gì ạ? Các bạn cảm thấy mệt mỏi, các bạn muốn cảm thấy là muốn từ bỏ hay muốn bỏ cuộc thì các bạn hãy xem lại cái livestream này. Hay là các bạn khi mà các bạn cảm thấy là các bạn muốn xem cái lý do mình bắt đầu, muốn xem cái động lực của mình từ đâu thì các bạn hãy xem lại cái livestream này. Đây là một cái livestream hết sức là ý nghĩa. Và cái câu hỏi đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay đó chính là lý do tại sao mà các bạn muốn thành công. Lý do tại sao mà các bạn lại muốn thành công ạ? Các bạn hãy comment cái nội dung lý do mà các bạn muốn thành công xuống phía dưới. Xin chào Lý Thị Thoa.
Bởi vì tất cả các bạn kinh doanh online, ngày hôm nay mình có hỏi các bạn những cái câu hỏi là các bạn đang khó khăn ở đâu và các bạn đang muốn Hải Ninh giúp đỡ điều gì, thì hầu hết các bạn, đúng không ạ, đều rất là mong muốn bán được nhiều hàng, muốn đẩy hàng tồn, muốn tuyển nhiều sỉ. Đó. Thế nhưng mà các bạn phải biết là cội nguồn, các bạn phải biết là nền móng của các bạn. Lý do vì đâu mà các bạn lại muốn thành công? Các bạn phải trả lời cái câu hỏi này đầu tiên. Các bạn phải trả lời cái câu hỏi đầu tiên thì các bạn mới ạ, các bạn mới có động lực để mà các bạn gì ạ, phát triển bản thân của các bạn, để các bạn có gì ạ, có cái tinh thần cũng như là cái năng lượng lớn để các bạn làm việc và làm việc có cái hiệu quả. Trong cái livestream này ngày hôm nay mình giúp cho các bạn nhận ra được ạ, nhận ra được cái nền tảng cơ bản cũng như là cái cội nguồn mà là cái động lực to lớn cũng như là cái năng lượng, là cái nguồn để tạo ra năng lượng cho các bạn. Thì các bạn hãy trả lời cái câu hỏi đầu tiên ở đây, đó là lý do tại sao mà các bạn lại muốn thành công. Xin chào Tô Giang. Các bạn hãy comment cái nội dung xuống phía dưới ạ. Cảm ơn Quỳnh Nhi, bạn muốn có tiền mua sữa cho con. Cảm ơn nội dung của Quỳnh Nhi nhé. Các bạn hãy comment nội dung của các bạn xuống. Và để khi các bạn nhìn lại xem là cái động lực đó có đủ lớn để mà các bạn gì ạ, thôi thúc các bạn làm việc nhiều hơn, hiệu quả hơn, để gia tăng được cái năng suất hơn, năng lượng làm việc tốt hơn và để có được cái kết quả cao hơn. Muốn cho con có một cuộc sống tốt hơn. Thế còn những bạn khác thì sao ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy comment xuống phía dưới. Hầu hết các bạn gì ạ? Các bạn đều mong muốn cuộc sống thành công và hạnh phúc, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn đã bao giờ tự hỏi mình một cái câu hỏi là cái cội nguồn, là cái lý do vì sao mà mình muốn thành công chưa? Lý do vì sao mà mình muốn thành công chưa? Em muốn tự chủ về kinh tế và thu nhập thêm cho gia đình. Cảm ơn em. Xin chào Trần Thị Lan. Các bạn khác thì sao ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Có rất nhiều bạn khi mà bắt đầu quá trình kinh doanh online là các bạn đều mong muốn là gì ạ? Kiếm thêm tiền bỉm sữa cho con, đúng không ạ? Có rất nhiều bạn đang gì ạ? Đang bán hàng online, hay là những bạn đang làm công nhân, nhân viên, đang làm giáo viên, các bạn đều gì ạ? Hầu hết các bạn đều mong muốn có một cuộc sống thành công và hạnh phúc. Nhưng mà gì ạ? Cái lý do thực sự các bạn vì sao mà các bạn muốn thành công? Các bạn hãy trả lời cái câu hỏi này. Đây là một câu hỏi vô cùng quan trọng. Đây là một câu hỏi vô cùng quan trọng. Và cái câu hỏi này mình sẽ giúp cho các bạn, đúng không? Sau cái live stream này mình sẽ định hướng và hỗ trợ cho các bạn để các bạn bán hàng hiệu quả hơn. Vừa rồi mình đã có lập một một gọi là một nhóm, một team gồm có 50 người và mình sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho 50 bạn, những chiến binh đó có một cái động lực to lớn để các bạn ấy thực sự bùng nổ mạnh mẽ dưới cái sự hướng dẫn của mình, dưới sự hỗ trợ của mình. Và mình rất là mong muốn là các bạn sẽ thực sự bùng nổ. Nhưng mà để các bạn bùng nổ được thì chắc chắn là các bạn sẽ phải gì ạ? Phải cho mình biết được là cái lý do mà các bạn muốn thành công là gì. Lý do mà các bạn muốn thành công là gì ạ? Cảm ơn bạn Phạm Thị Hảo. Có rất là nhiều bạn thì muốn là có nhiều tiền để trang trải cuộc sống cho gia đình, đúng không ạ? Có bạn thì gì ạ? Muốn thành công để gì ạ? Có cái cuộc sống thoải mái hơn, tự do hơn, làm chủ được bản thân, đúng không ạ? Thế còn các bạn khác thì sao ạ? Các bạn xem livestream này, các bạn hãy gì ạ? Các bạn hãy tương tác, hãy comment cái nội dung mà các bạn chia sẻ để Hải Ninh phân tích cho các bạn thấy. Là thực sự có đôi khi các bạn gì ạ? Các bạn không đủ năng lượng để làm việc bởi vì cái lý do của bạn chưa đủ lớn. Bạn phải đưa ra được cái lý do mà bạn muốn thành công là gì. Các bạn phải đưa ra được lý do mà các bạn muốn thành công là gì. Các bạn hãy comment cái nội dung mà các bạn, cái lý do mà các bạn nghĩ rằng là các bạn muốn thành công. Các bạn hãy comment xuống phía dưới để cho mình biết, để và mình sẽ giúp cho các bạn hiểu ra là các bạn cần phải làm gì. Cảm ơn Tô Giang. Lý do mà các bạn muốn thành công là gì ạ? Có rất nhiều bạn gì ạ? Vì lý do về gia đình, đúng không ạ? Gia đình em còn gặp nhiều khó khăn, rồi là em muốn có tiền để lo, để trang trải cho bố mẹ, đúng không ạ? Rồi là các bạn ấy ước mơ để được tự chủ tài chính giống như Đặng Hương. Thế còn các bạn khác thì sao? Có bạn nào mà có cái mong muốn để thành công hơn bởi những cái lý do khác không? Các bạn có thể comment xuống phía dưới nhé.
các bạn hãy comment xuống bên dưới. Các bạn phải gì ạ? Phải nói ra được cái lý do mà các bạn muốn thành công là gì. Bởi vì điều này nó thực sự là quan trọng. Các bạn phải biết được là lý do thành công, lý do của thành công của mình muốn thành công để làm gì? Tại sao tôi lại phải thành công? Tại sao tôi lại muốn có thành công? Đúng không ạ? Hầu hết thì các bạn đều trả lời là thành công để có cuộc sống tốt hơn. Vậy thì có bạn nào mà có cái lý do muốn được thành công bởi những lý do nào đặc biệt không ạ? Cảm ơn Đặng Hương, cảm ơn Trúc Đi. Các bạn đều gì ạ? Đều muốn có một cuộc sống tốt hơn đúng không ạ? Đấy. Vậy thì các bạn khác thì sao? Tại sao các bạn lại muốn thành công? Tại sao các bạn lại muốn thành công? Đây là một nội dung gì ạ? Một câu hỏi nó có vẻ như là đơn giản nhưng nó cực kỳ là quan trọng. Nó rất là quan trọng để giúp cho các bạn gì ạ? Thay đổi cái tư duy của bạn. Chắc chắn là sau cái livestream này các bạn sẽ thay đổi được tư duy của các bạn và các bạn sẽ có thêm năng lượng để các bạn làm việc tốt hơn. Các bạn cần phải biết là cái lý do mà mình muốn thành công thực sự là gì. Các bạn hãy suy nghĩ lại, xem là cái thực sự là cái lý do lớn nhất của bản thân mình muốn thành công là vì cái lý do gì, đúng không ạ? Cảm ơn Gia. Có rất nhiều bạn muốn thành công bởi vì là gì ạ? Vì muốn trả nợ, đúng không ạ? Vì muốn trả nợ. Có nhiều bạn muốn thành công vì muốn trả nợ bởi vì gia đình có nhiều khoản nợ, đúng không ạ? Và nợ nần chồng chất khiến là các bạn ăn không ngon, ngủ không yên đó. Thế thì lý do thành công của các bạn, đúng không ạ? Đôi khi nó là những cái gì ạ? Nó như là những cái điều rất là đơn giản, đúng không ạ? Mỗi người có một lý do riêng, đúng không? Các bạn vào xem livestream này, các bạn có thể chia sẻ cái lý do của mình. Vì sao mà mình muốn thành công? Và chắc chắn là sau khi mà nghe xong cái livestream này, các bạn sẽ gì ạ? Có một cái tư duy thay đổi. Các bạn sẽ có nhận thức thay đổi để mà các bạn sẽ tạo ra được cho chính bản thân mình một cái động lực để gì ạ? Để các bạn có năng lượng tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn và sẽ đem lại gì ạ? Đem lại được cái kết quả tốt nhất trong cái quá trình phát triển sự nghiệp của mình. Có nhiều bạn thì dạ muốn thành công vì là muốn có địa vị trong xã hội. Đúng không ạ? Cảm ơn Thảo. Và các bạn muốn tự chủ về tài chính, muốn trang trải những cái chi phí đúng không ạ? Chi phí trong cuộc sống hàng ngày. Có rất nhiều bạn có gì ạ? Có lý do khác nhau, đúng không ạ? Có rất nhiều bạn có nhiều lý do khác nhau. Các bạn có những cái lý do chung, lý do riêng và lý do cá nhân, lý do gia đình gì ạ? Lý do xã hội. Có nhiều bạn muốn thành công để gì ạ? Để được cống hiến nhiều hơn. Để được cống hiến nhiều hơn cho xã hội, để được giúp ích được nhiều người hơn, đúng không ạ? Xin chào Long Vương, rất vui được gặp em ở trên livestream này. Đó, thế thì có rất là nhiều bạn vì gia đình còn khó khăn nên là muốn thành công. Các bạn gì ạ? Hãy suy nghĩ xem là cái lý do mà các bạn muốn thực sự muốn thành công là gì. Vì điều này nó có một ý nghĩa hết sức là quan trọng, đúng không ạ? Có rất nhiều bạn hầu hết là muốn gì ạ? Muốn thay đổi được cuộc đời của mình, đúng không ạ? Thay đổi được chính bản thân mình. Muốn thay đổi chính bản thân mình. Và các bạn rất là mong muốn cái sự thành công đó, mong muốn được xã hội ghi nhận về cái sự nỗ lực của mình và cái thành công của mình, đúng không ạ? Mong muốn được người khác được công nhận, đúng không ạ? Được ghi danh. Và các bạn đều mong muốn là có một cái vị trí trong xã hội, được tự chủ về tài chính, đặc biệt là gì ạ? Đặc biệt là phụ nữ. Rồi các bạn có thể thoải mái tự do chi tiêu và các bạn có thể lo cho con cái, đúng không ạ? Các bạn muốn con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn, muốn gia đình có cuộc sống tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Muốn hai bên nội ngoại có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó xuất phát là những cái lý do vô cùng là gì ạ? Vô cùng tốt đẹp. Và các bạn gì ạ? Các bạn đều mong muốn thành công bởi những cái lý do vô cùng tốt đẹp đó, đúng không ạ? Đó. Thế thì trong cái livestream này thì có rất nhiều bạn mình đã nhận ra rằng là có những bạn rất là hiếu thảo với bố mẹ, đúng không ạ? Nhiều khi là các bạn muốn thành công để trả nợ. Cái khoản nợ đó có thể là do bố mẹ nợ và các bạn gì ạ? Các bạn muốn có nhiều tiền để mà trang trải cái khoản nợ đó cho bố mẹ. Đó là cái sự hiếu thảo, đúng không ạ? Rồi là có nhiều bạn mình nhận thấy rằng là các bạn muốn khẳng định được bản thân mình, muốn thể hiện được cái giá trị của bản thân mình đó. Thế thì đây là một cái livestream này là một cái livestream rất là mang tính nhân văn đấy. Và mình muốn chia sẻ cái nội dung trong cái livestream này để giúp cho các bạn nhận ra gì ạ?
nhận ra cái mục đích sống của các bạn. Thực sự là các bạn muốn thành công là vì điều gì? Các bạn phải hiểu rằng là đây chính là một điểm cốt lõi để các bạn sẽ có những cái nấc thang vươn lên trong cuộc sống, để các bạn có thể có nhiều động lực để các bạn làm việc hiệu quả hơn, và các bạn gì ạ, sẽ vượt qua những khó khăn một cách dễ dàng hơn khi mà các bạn nhìn lại cái lý do mà các bạn bắt đầu. Có rất nhiều bạn muốn thành công bởi vì ạ, muốn đền đáp công ơn của bố mẹ. Vì bố mẹ mình đã sắp già rồi mà mình vẫn chưa thành công, và mình muốn thành công để bố mẹ nhìn thấy là con cái của họ đã trưởng thành, và họ gì ạ, và muốn cho bố mẹ thấy được ạ, niềm tự hào của bố mẹ là đây, đúng không ạ? Có rất nhiều bạn muốn thành công bởi cái chữ hiếu, đúng không ạ? Và rất nhiều bạn thì muốn thành công bởi là mình muốn khẳng định được giá trị của bản thân. Xin chào chị Thu Đông. Đấy. Và có rất nhiều người muốn thành công thì lại muốn lo lắng cho con cái, đúng không ạ? Cho gia đình nhỏ của họ. Đấy. Và hầu hết những cái lý do thành công mình đều nói rằng là các bạn đều rất là có một cái giá trị rất là nhân văn. Vậy thì với những cái lý do mà thành công như vậy, các bạn muốn thành công như vậy, thì các bạn hãy thử suy nghĩ xem là cái lý do đó các bạn đã vẽ ra một cái nội dung chi tiết và cụ thể chưa? Các bạn đã mường tượng trong đầu mình về những cái nội dung đó chi tiết đến như thế nào chưa? Đúng ạ? Mình có thể lấy ví dụ ở đây. Mình có thể lấy ví dụ. Ví dụ như là bạn muốn thành công, đúng ạ? Muốn có địa vị trong xã hội, thì bạn đã mường tượng rằng là cái vị trí trong xã hội của bạn là như thế nào chưa? Bạn đã hình dung trong cái con người của bạn trong tương lai như thế nào chưa? Đúng ạ? Ví dụ bạn tự chủ tài chính thì trong tay bạn có cái gì tại thời điểm khi mà bạn thành công, đúng không ạ? Có thể là có một chiếc xe ô tô, có thể là có một ngôi nhà 3 tầng, rồi là những cái khoản gọi là cái khoản thu nhập tài chính với một con số cụ thể. Các bạn đã vẽ ra chi tiết những cái điều này chưa? Các bạn đã vẽ ra chưa? Hoặc là ví dụ như là các bạn muốn thành công để giãn nợ. Đó là một cái gì ạ? Đó là một cái lý do rất là đơn giản với một số các bạn. Vậy thì cái khoản trả nợ đó là bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta thành công thì ngoài cái khoản trả nợ ra chúng ta còn có bao nhiêu tiền nữa, và những số tiền đó chúng ta để làm gì? Các bạn đã mường tượng ra hết những cái nội dung đó chưa? Đúng không ạ? Vậy thì với cái việc là chúng ta muốn thành công để có cuộc sống tốt hơn, thì các bạn đã vẽ ra được chi tiết về cái bức tranh là cuộc sống của chúng ta tốt hơn thì gồm những cái gì chưa? Đúng không ạ? Rồi là các bạn muốn gì ạ? Các bạn muốn lo cho con cái của mình, muốn cho con cái của mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy thì cuộc sống tốt đẹp hơn của con thì cụ thể là tốt đẹp hơn như thế nào? Đúng không ạ? Con học ở trường quốc tế hay là trường điểm quốc gia, hay là con học ở đâu? Rồi là con làm những việc gì? Các bạn đã vẽ ra chi tiết đến những điều đó chưa ạ? Đúng không ạ? Có rất là nhiều người đang gì ạ? Muốn thành công để muốn thoát nghèo. Đúng không ạ? Và hầu hết thì tất cả mọi người đều muốn thành công, thì hầu hết là mọi người cũng đều muốn gì ạ? Có một cuộc sống tốt đẹp hơn cuộc sống hiện tại. Nên là hầu hết là những cái lý do của các bạn có thể chung quy lại như vậy. Có đúng không ạ? Đấy. Các bạn có đồng ý không ạ? Nếu mà tất cả những bạn đang xem livestream này của Annie mà các bạn đồng ý với cái lý do này thì các bạn hãy comment là đồng ý nhé. Các bạn hãy comment là đồng ý. Đúng không ạ? Các bạn nhìn lại những cái lý do của mình. Có một số bạn thì có lý do nào mà các bạn có thể viết riêng về lý do mà các bạn muốn thành công về bố mẹ của mình không? Ở trong này có bạn nào lý do thành công liên quan đến bố mẹ không ạ? Cảm ơn Minh Thu. Mình nhìn thấy rất là nhiều bạn, các bạn comment các cái lý do để các bạn muốn thành công. Đúng không ạ? Những cái lý do này nó vô cùng là gì ạ? Vô cùng là nhân văn. Vô cùng là nhân văn. Thực sự thì các bạn biết rằng là thành công nó là hệ quả của một cái quá trình mà chúng ta nỗ lực và kiên trì. Nó chỉ là một cái quá trình, nó là hệ quả của quá trình nỗ lực và kiên trì. Cũng giống như việc là khi mà chúng ta gì ạ?
Cũng giống như việc là khi mà chúng ta nhận được cái khoản tiền của khách hàng, khi mà khách hàng trả tiền hàng, thì đó là cả một cái quá trình mà chúng ta gì ạ, chúng ta trưng bày sản phẩm, chúng ta giới thiệu sản phẩm, rồi chúng ta thuyết phục khách hàng, đúng không ạ? Thì chúng ta sau một khoảng thời gian đó, sau một cái quá trình đó, thì hệ quả là chúng ta gì ạ, chúng ta bán được hàng và chúng ta thu được tiền. Đó là chỉ là hệ quả thôi, thành công là hệ quả tất yếu của cả một cái quá trình. Và trong cái livestream này mình phân tích cho các bạn thấy, đúng không ạ? Để các bạn biết rằng là cái lý do mà các bạn muốn thành công nó vô cùng quan trọng. Nó sẽ là tiền đề, nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là động lực để giúp cho các bạn gì ạ? Có kiên trì hay không? Giúp cho các bạn gì ạ? Có nỗ lực hay không? Đúng không ạ? Nó có đủ lớn để thôi thúc các bạn hay không? Đúng không ạ? Hay chỉ là ồ, em muốn thành công đấy, em rất là muốn thành công, nhưng mà em ngại làm việc lắm, rồi là em gì ạ, em ngại bán hàng, thì làm sao mà chúng ta có thể thành công được, đúng không ạ? Lý do thành công nó vô cùng là quan trọng, và chúng ta gì ạ, chúng ta sẽ phải tìm hiểu cái cách thức vận hành để làm sao mà có được cái thành công. Và livestream đầu tiên trong năm 2019 này, mình rất muốn chia sẻ với các bạn những cái nội dung như vậy để giúp cho các bạn thay đổi được cái quan điểm của các bạn, thay đổi được quan điểm của các bạn. Và quan trọng nữa là sẽ giúp cho các bạn để có động lực các bạn làm việc tốt hơn. Vậy thì trong số các bạn đang xem cái livestream ở đây, thì theo các bạn là với cái lý do mà các bạn đưa ra này đã đủ lớn hay chưa? Các bạn hãy nhìn lại cái lý do mà các bạn đưa ra mà các bạn muốn thành công, thì cái lý do đó đã đủ lớn hay chưa? Đúng không ạ? Các bạn xem cái lý do đó của các bạn đã đủ lớn hay chưa? Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng ạ, chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là có một cuộc sống để cho con cái gì ạ, có một cuộc sống tốt hơn, đúng không ạ? Tại sao lại có cuộc sống tốt hơn? Thì các bạn phải phải hiểu, các bạn phải nghĩ lại xem là à, thế trước kia thì cái cuộc sống hoặc là gì ạ, cái cuộc sống của con bây giờ nó đang khó khăn ở điểm gì đấy, và so với bạn bè thì đang thua kém ở điểm gì. Tức là chúng ta đang tìm ra những cái gì ạ, những cái gọi là động lực để chúng ta phát triển bản thân cá nhân của chúng ta, để chúng ta gì ạ, để chúng ta đem đó làm đòn bẩy để giúp cho chúng ta gì ạ, giúp cho chúng ta có thể có được cái thành công, đúng không ạ? Để có được cái thành công tốt hơn. Các bạn xem livestream của Hải Ninh thì các bạn đã đưa hết các cái lý do ra chưa? Và các bạn đã đưa hết những cái lý do mà thực sự các bạn muốn thành công chưa ạ? Các bạn đã đưa hết những cái lý do thực sự mà các bạn muốn thành công chưa ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé, các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Và mình sẽ phân tích cho các bạn là xem là các bạn cần phải làm gì để gì ạ? Để mà giúp cho các bạn có một cái động lực to lớn, các bạn làm việc hiệu quả hơn, các bạn sẽ có gì ạ? Sẽ dễ dàng đạt được thành công hơn. Thế thì cái lý do các bạn, lý do mà để các bạn muốn thành công, các bạn phải đưa ra cái lý do lớn. Cái lý do đó nó phải luôn luôn thôi thúc trong bản thân của chúng ta để mà gì ạ? Để chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ về nó, và chúng ta gì ạ? Luôn luôn tạo ra một cái động lực để chúng ta làm việc tốt nhất, chúng ta làm việc một cách hiệu quả nhất. Được chưa? Đó. Thế thì với cái nội dung này thì các bạn, đúng không ạ? Có những bạn khi mà đưa ra cái nội dung này thì các bạn đang nhìn về quá khứ, đúng không ạ? Các bạn nhìn về quá khứ và các bạn mơ ước về tương lai. Các bạn mong muốn thành công, đúng không ạ? Nhưng mà cái chữ thành công đó nó gì ạ? Nó chỉ là một gọi là một cái tên gọi thôi. Còn thực sự cái điểm thành công của mỗi người là khác nhau, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đưa ra gì ạ? Đưa ra những cái cột mốc khác nhau. Vậy thì nếu mà các bạn đang muốn mong muốn cái mức thành công mà chúng ta có thể cân đo đong đếm được, đúng không ạ? Đó, cụ thể là số tiền, đúng không ạ? Vậy thì trong cái livestream này, những bạn mà đang kinh doanh online, các bạn thực sự mong muốn trong năm 2019, các bạn thực sự mong muốn là các bạn kiếm được bao nhiêu tiền trong năm 2019? Các bạn hãy comment hết xuống phía dưới này. Các bạn hãy comment hết xuống phía dưới này để mình thấy được xem là cái động lực của các bạn, động lực để mà các bạn thực sự mà các bạn muốn có được một cái kết quả thành công hơn trong năm 2018, xem là cái gọi là cái mong muốn của các bạn là đến đâu ạ?
Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Các bạn thực sự mong muốn cái mức thu nhập, mức doanh thu về tài chính của các bạn là bao nhiêu? Các bạn hãy comment xuống phía dưới được không ạ? Xin chào Hồ Anh. Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Cảm ơn Thu. Em mong muốn kiếm được 10 đến 20 triệu một tháng. Ok em. Còn các bạn khác thì sao ạ? Các bạn hãy comment con số mà các bạn mong muốn được. Khi mà các bạn đưa ra được con số thì các bạn gì ạ? Các bạn sẽ có được mục tiêu. Và khi có được mục tiêu thì các bạn sẽ dễ dàng đạt được kết quả. Các bạn hãy đưa ra tất cả những con số mà các bạn mong muốn. Bởi vì nhìn vào con số này mình có thể gì ạ? Mình có thể đong đếm được, đúng không ạ? Các bạn mong muốn kiếm được 5 đến 7 triệu. Trúc Ni muốn 20 triệu một tháng. Ok, các bạn hãy đưa hết mong muốn của mình ra. Hãy đưa hết mong muốn của mình ra. Và các bạn nên nhớ rằng là cái mong muốn của mình không phải là cái mức duy trì mà mình vẫn duy trì được về cái doanh số đó đâu, mà là gì ạ? Là có thể gấp 2 hoặc gấp 3 lần. Và mình nghĩ rằng là mình có thể khả năng làm được. Đặng Hương ơi, em muốn doanh thu của em có 3 triệu một tháng thôi á. 3 triệu thì quá ít. 3 triệu để quá ít. Các bạn khác thì sao? Các bạn hãy comment nội dung xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy comment nội dung xuống phía dưới đi ạ. Hồ Anh, 30 triệu một tháng. Cảm ơn em. Các bạn khác thì sao? Các bạn hãy comment đi ạ. Các bạn hãy comment cái nội dung xuống phía dưới để mình biết xem là cái mức mong muốn thu nhập của các bạn là bao nhiêu ạ. Có bạn nào cao hơn mức 30 triệu không ạ? Có bạn nào cao hơn mức 30 triệu ạ? Các bạn hãy ghi tất cả những cái nội dung mong muốn của các bạn ra. Bởi vì mình sẽ hỗ trợ cho bạn. Nếu mà các bạn đang thực sự gặp khó khăn, các bạn đang thực sự bế tắc trong cái quá trình mà các bạn kinh doanh online, thì các bạn sẽ nhận được cái sự hỗ trợ tốt nhất của mình. Bởi vì khi mà các bạn đã đưa ra mục tiêu, tức là các bạn đã cam kết, đúng không ạ? Các bạn đã có một cái mục tiêu để các bạn hướng tới, thì chỉ cần gì ạ? Các bạn nỗ lực. Chỉ cần các bạn nỗ lực, các bạn sẽ gì ạ? Các bạn sẽ đạt được cái kết quả của bạn. Vấn đề nằm ở chỗ là các bạn có cam kết hành động hay không. Nếu các bạn thực sự cam kết hành động thì cái số tiền mà các bạn đưa ra là mục tiêu của các bạn, chắc chắn là các bạn gì ạ? Sẽ đạt được. Nó chỉ là hệ quả của một cái quá trình nỗ lực, cố gắng và phấn đấu không biết mệt mỏi, đúng không ạ? Vậy thì các bạn hãy xem lại cái lý do mà mình thực sự muốn thành công là gì. Cái lý do đó đã đủ lớn hay chưa? Cái lý do đó đã đủ lớn hay chưa? Và các bạn cần phải gì ạ? Các bạn cần phải gì ạ? Làm gia tăng cái gọi là cái động lực để mà giúp cho các bạn có thêm nguồn năng lượng để các bạn làm việc hiệu quả hơn, đúng không ạ? Để các bạn làm việc hiệu quả hơn. Các bạn phải nhìn vào tương lai. Các bạn phải nhìn vào tương lai. Có rất nhiều bạn gì ạ? Có rất nhiều bạn suy nghĩ của các bạn mang tính chất là gì ạ? Một cái suy nghĩ tiêu cực. Tức là khi mà mình nhìn về quá khứ của mình, đúng không ạ? Mình nhìn về quá khứ của mình, ví dụ như bố mẹ làm nông, đúng không ạ? Nhà thì không có ai gì ạ? Con ông cháu cha, và các bạn nghĩ rằng là mình không thể nào thành công được. Và mình nghĩ rằng là mình sinh ra con nhà nông thì mình cũng suốt cuộc đời của mình cũng chỉ làm nông, và mình không thể nào có một cuộc sống khá hơn. Thì cái suy nghĩ của bạn ấy đã bị gì ạ? Đã bị kìm hãm, và cái giấc mơ thành công của bạn khó có thể trở thành hiện thực. Nếu các bạn gì ạ? Các bạn là người mà có quá nhiều cái suy nghĩ về quá khứ, đúng không ạ? Đó. Có rất nhiều bạn khi mà các bạn suy nghĩ như vậy thì khó có thể thành công. Vậy thì các bạn cần phải làm gì ạ? Các bạn cần phải làm gì? Trong cái livestream này mình muốn giúp cho các bạn hiểu ra được rằng là khi mà các bạn gì ạ? Các bạn suy nghĩ, đúng không ạ? Cái suy nghĩ đó sẽ biến thành hành động, và hành động đó sẽ tạo ra kết quả. Các bạn mong muốn cái mức doanh thu của mình là bao nhiêu? Các bạn hãy cứ comment xuống phía dưới, đúng không ạ? Không ai đánh thuế giấc mơ của bạn, đúng không ạ? Bạn
đúng không ạ? Không ai gì ạ, không ai cười nhạo bạn cả. Chính bạn có cho phép bạn làm điều đó hay không thôi. Bản thân bạn là một cá thể duy nhất và bạn là một con người đặc biệt. Thì với cái điều đó, bạn cần gì ạ? Bạn cần phải gia tăng được cái động lực của mình. Đúng không ạ? Bạn phải biết được rằng là cái mục tiêu mà khi mà mình muốn thành công, tại sao mình lại muốn thành công? Và mình nhìn lại cái lý do tại sao mình muốn thành công thì mình sẽ có động lực để mà mình làm việc. Mình sẽ có động lực để mình phát triển, đúng không ạ? Cái mức mong muốn, cái mức thu nhập của các bạn, nếu như ở đây mà Đặng Hương ấy, nếu mà em chỉ muốn có doanh thu của em là 3 triệu một tháng thì thực sự nó là quá thấp, quá thấp. Kể cả bạn Loan Thanh Trần này, bạn mong muốn kiếm được 5 đến 7 triệu một tháng cũng là quá thấp, rất là thấp, đúng không ạ? Cái mức sống của chúng ta nếu mà chỉ có từng đấy tiền một tháng thì không thể nào mà gì ạ? Không thể nào mà gọi là thành công được. Các bạn có hiểu không ạ? Không thể nào gọi là thành công được. Các bạn gì ạ? Các bạn phải hiểu rằng là trong cái quá trình mà chúng ta gì ạ? Chúng ta chi tiêu, đúng không ạ? Sinh hoạt thì các cái khoản tiền chúng ta chi trả cho cuộc sống, đúng không ạ? Chúng ta chi trả cho các cái khoản tiền quà tặng, rồi là các cái khoản tiền về lễ, đúng không ạ? Các khoản tiền lễ, vân vân, rất là nhiều các khoản tiền. Vậy thì nếu mà các bạn chỉ mong muốn cái mức thu nhập của mình 3 đến 5 triệu là cái mức thu nhập gì ạ? Quá thấp như vậy thì không thể nào gọi nó là thành công được. Trong cái phần livestream này mình chia sẻ với các bạn gì ạ? Cái cách thức để mà các bạn có thể dễ dàng thành công hơn. Các bạn phải biết được lý do vì sao bạn muốn thành công. Đây là cái câu hỏi đầu tiên. Và mình muốn nhấn mạnh với các bạn rằng khi mà các bạn trả lời được câu hỏi này và cái kết quả, cái gọi là cái đáp án của câu trả lời này nó thực sự đủ lớn, các bạn sẽ nhận có động lực vô cùng to lớn để hỗ trợ cho các bạn, giúp cho các bạn đạt được cái thành công tốt hơn. Xin chào chị Hào Thoa. Đó, thế thì các bạn đã viết ra cái lý do của mình rồi đúng không ạ? Đã viết ra lý do của mình rồi. Vậy thì bây giờ các bạn nhìn lại xem là có thời điểm nào mà khi mà các bạn làm việc các bạn cảm thấy chán nản đúng không ạ? Các bạn cảm thấy mệt mỏi đúng không ạ? Các bạn cảm thấy gì ạ? Không muốn làm việc đúng không ạ? Nhưng những cái thời điểm đó các bạn có suy nghĩ gì không ạ? Các bạn có suy nghĩ gì không ạ? Các bạn có bao giờ suy nghĩ lại lý do mà mình muốn thành công chưa? Đúng không ạ? Các bạn có suy nghĩ là lý do mình muốn thành công chưa? Và nếu mà các bạn suy nghĩ về lý do đó thì tất cả những cái mệt mỏi và tất cả những cái buồn chán của các bạn nó sẽ sớm qua đi. Nó sẽ giúp cho các bạn có thêm động lực để gì ạ? Có thêm tinh thần để các bạn phấn đấu và các bạn nỗ lực, các bạn cố gắng tiếp tục để hành động, để làm việc. Đúng không ạ? Có bạn nào mà đã từng nghe cái câu hoặc là bạn đã từng trải nghiệm hay bạn ngấm cái câu đó là gì ạ? Nghèo thì người ta khinh, đúng không ạ? Tức là khi mà chúng ta không có gì ạ, không có gọi là nhiều tiền để trang trải một cái cuộc sống theo như mình mong muốn, đúng không ạ? Hoặc là khi mà mình được gọi là mình bị người ta nhìn vào một cái ánh mắt khinh thường thì mình cảm thấy thế nào chưa? Đã bạn nào ở trong cái tình trạng này chưa? Đã bạn nào ở trong cái tình trạng này chưa? Và cái cảm giác của các bạn là gì? Cảm giác của các bạn là gì ạ? Cảm giác của các bạn là gì? Đã bạn nào ở trong cái tình trạng này chưa? Các bạn cần phải tìm ra cho mình một cái gì ạ? Một cái động lực to lớn để mà các bạn có thể dễ dàng vươn tới thành công. Tức là gì ạ? Cái quá trình mà để chúng ta có được cái thành công như chúng ta mong muốn thì cái lý do mà chúng ta gì ạ? Chúng ta bắt đầu nó phải lớn. Đúng không ạ? Nó phải thực sự là gì ạ? Là thôi thúc chúng ta. Mà khi chúng ta nghĩ về nó, chúng ta cảm thấy đau. Đúng không ạ? Chúng ta muốn bứt phá nó ra, chúng ta không muốn người khác khinh thường chúng ta, không muốn người khác khinh thường bố mẹ chúng ta, không muốn người khác khinh thường con cái của chúng ta. Đúng không ạ? Nếu mà các bạn thấy rằng là kể cả ngay như bây giờ có thể là có một số nơi vẫn còn có cái sự phân biệt đối xử. Và người ta gì ạ? Người ta nhìn vào túi tiền của bạn, đúng không ạ? Nếu mà khi mà bạn còn nhỏ, người ta nhìn vào túi tiền của bố mẹ bạn để người ta đối xử với bạn, đúng không ạ? Còn khi mà bạn lớn lên rồi, bạn có gia đình rồi, người ta sẽ nhìn vào túi tiền của bạn để đối xử với con của bạn, đúng không ạ? Đối xử với con cái của bạn. Và điều đó, đúng không ạ?
điều đó nó sẽ làm gì ạ? Chúng ta cảm thấy đau, đúng không ạ? Khi mà chúng ta gì ạ? Bị khinh thường vì chúng ta nghèo, bị khinh thường vì chúng ta không có tiền, và cái cảm giác mà chúng ta gì ạ? Cảm giác mà chúng ta không không kiếm được tiền, đặc biệt là những bà mẹ bỉm sữa mà khi chúng ta ở nhà nuôi con, đúng không ạ? Và chúng ta đúng rồi, chúng ta bị gắn một cái mác đó gọi là mác ăn bám đó. Thì các bạn thực sự là muốn thoát ra, đúng không ạ? Các bạn rất là muốn thoát ra để mà gì ạ? Để gì ạ? Để khẳng định mình là một người có giá trị, đúng không ạ? Để khẳng định là mình là một mẹ bỉm sữa rất là gì ạ? Thành công. Mình rất là mong muốn đóng góp cho xã hội. Mình rất là mong muốn gì ạ? Mong muốn được gia đình nhà chồng, đúng không ạ? Được bố mẹ mình công nhận về cái sự thành công của mình, đúng không ạ? Và với việc bán hàng online bây giờ nó không nó tức là nó cũng nó coi là một cái ngành nghề rất là phát triển trong tương lai. Và xin chúc mừng các bạn, những bạn đang xem cái livestream này, các bạn đang là những người kinh doanh online, là các bạn đã đi trước thời đại. Các bạn đã đi trước thời đại. Còn rất nhiều người đang không, đúng không ạ? Đang không biết kinh doanh online, đang loay hoay về việc kinh doanh online. Và các bạn gì ạ? Đang nắm trong tay những gọi là có thể nói là những cái phương thức để đi đầu về việc kinh doanh online. Có thể nói đấy là thành công bước đầu của bạn. Xin chào Nga Hoàng. Vậy nhưng mà để có một cái kết quả thực sự, để mà người khác có thể nhìn vào bạn và gì ạ? Người ta công nhận bạn, người ta gọi là ngưỡng mộ bạn, người ta nể phục bạn, thì bạn còn phải cố gắng rất là nhiều, đúng không ạ? Bạn còn phải cố gắng rất là nhiều. Và điều đó các bạn, đúng không ạ? Các bạn cần phải tạo ra được cái gọi là động lực to lớn, để lúc nào mình cũng gì ạ? Mình nghĩ về nó. Khi mình nghĩ về nó thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ thoát ra khỏi những cái gọi là gì ạ? Những cái rào cản, đúng không ạ? Chào Thúy nhá. Thoát ra khỏi những rào cản, đúng không ạ? Ví dụ mình đặt mục tiêu của tháng tới là 30 triệu, ví dụ như vậy. Thế thì 30 triệu thì trung bình mỗi ngày là chúng ta sẽ phải có 1 triệu, đúng không? Có mỗi ngày chúng ta có 1 triệu. Nhưng mà khi mà chúng ta gì ạ? Chúng ta nghĩ như vậy và chúng ta muốn như vậy, nhưng mà để làm như thế nào để có được kết quả đó thì các bạn lại chưa biết cách, đúng không ạ? Chưa biết cách. Và thành công chỉ là một quá trình, và các bạn gì ạ? Nỗ lực kiên trì làm đúng phương pháp và gì ạ? Hành động không ngừng nghỉ là các bạn sẽ có cái kết quả, đúng không ạ? Có kết quả. Thế nhưng mà trong cái quá trình mà để vượt qua cái hành trình đó thì có rất nhiều là các rào cản, có rất nhiều các rào cản, đúng không ạ? Ví dụ như là cái rào cản về gia đình, đúng không ạ? Có thể là bố mẹ chồng không thích mình kinh doanh online, có thể bản thân chồng không thích mình suốt ngày cắm mặt vào điện thoại để diện để chat chít, mặc dù có thể là biết là vợ kinh doanh online nhưng mà cũng diện cũng không thích, đúng không ạ? Hoặc bản thân mình cũng còn vướng bận quá nhiều việc, từ việc con cái, đúng không ạ? Mẹ bỉm sữa rất là vướng bận rất là nhiều việc, con cái, rồi là bố mẹ chồng, rồi là chồng, rồi là việc cơm nước, rồi hai việc gia đình nội ngoại, rồi các việc công kia việc nọ. Và khi mà chúng ta muốn gì ạ? Chúng ta cứ chuẩn bị, chúng ta định làm một cái gì đó, chúng ta muốn tập trung để học hỏi, hay chúng ta muốn tập trung để viết một cái bài hay về sản phẩm, thì chúng ta lại vướng bận các công việc khác, đúng không ạ? Và các bạn bị những cái rào cản khác ngăn cản, và bạn không gì ạ? Không tạo ra được những cái kết quả để mà khẳng định được cái giá trị của mình. Các bạn bị gặp rất là nhiều các rào cản. Thế nhưng mà cái lý do để mà các bạn nỗ lực thực hiện cái kết quả để đạt tạo ra cái kết quả đó thì các bạn này chưa gì ạ? Các bạn này chưa tạo ra được gì ạ? Cái động lực to lớn. Hoặc là nhiều khi, đúng không ạ? Hoặc là nhiều khi các bạn đang kinh doanh online, các bạn bận con cái gia đình, nhưng mà các bạn cũng gì ạ? Cũng không có thức khuya được dậy sớm để mà gì ạ? Để mà làm những cái công việc tranh thủ, đúng không ạ? Nhiều khi các bạn ôm con đi ngủ là các bạn cũng ngủ quên luôn. Các bạn cũng ngủ quên luôn, đúng không ạ? Hoặc sáng ra các bạn hẹn chuông, các bạn bảo các bạn dậy sớm để các bạn có thể tranh thủ, các bạn chuẩn bị tài liệu để các bạn học các cái nội dung để các bạn livestream, hay là các bạn chuẩn bị các cái nội dung để các bạn đăng bài
đúng không ạ? Hay là các bạn tương tác với các bài viết của bạn bè, hoặc là các bạn trả lời những câu hỏi khách hàng từ tối hôm trước. Thì và các bạn đã hẹn chuông đồng hồ rồi, nhưng mà nhiều khi các bạn gì ạ? Các bạn cũng không dậy được, đúng không ạ? Các bạn cũng không dậy được. Bởi vì các bạn gì ạ? Mà đặc biệt là cái trời lạnh như thế này thì các bạn lại càng không dậy được. Đúng không ạ? Bởi vì là cái sự gì ạ? Cái sự rào cản. Đúng không ạ? Cái quá trình mà để có được thành công, đúng không ạ? Sẽ có rất nhiều các rào cản. Đúng không ạ? Thậm chí là có những cái rào cản khi mà các bạn cần hỏi cái gì, đúng không ạ? Các bạn cần tìm tài liệu gì, hoặc là các bạn cần cần để mà trả lời những cái thông tin gì đó, các bạn cũng không có được cái đáp ứng ngay cái nội dung thông tin đó. Các bạn phải tìm kiếm nó, hoặc là các bạn phải gì ạ? Các bạn phải mất thời gian chờ đợi, đúng không ạ? Để mà có được cái nội dung, cái câu trả lời mà mình mong muốn. Thì các bạn gì ạ? Các bạn lại không không có tập trung. Thế nên là cái kết quả để các bạn tạo ra cái năng lượng làm việc nó không cao. Các bạn luôn luôn liên tiếp gặp những cái rào cản, đúng không ạ? Không chỉ gia đình nhà chồng, hay là kể cả bố mẹ đẻ của mình cũng như vậy. Cứ nhìn thấy con cái, và đặc biệt là con gái, mà cứ suốt ngày dính mắt vào điện thoại, đúng không ạ? Cũng không cần là biết là có kinh doanh online được bao nhiêu tiền hay không, nhưng mà đã là không thích rồi. Đấy, các bạn đã gặp phải những cái rào cản ngay ở bên ngoài. Rồi là những cái rào cản ngay trong diện trong chính bản thân mình, đúng không ạ? Chính cái rào cản ngay trong chính bản thân mình. Ví dụ như là ngày hôm nay mình định làm cái gì đó, đến khi mà cái gì quá thời gian, hoặc là mình chưa làm được, đúng không ạ? Hoặc là trời lạnh quá mình cho con đi ngủ, thì mình cũng không có gì ạ, không có hẹn giờ để mình dậy mình làm cái công việc đó, mà mình lại ngủ quên đó, và mình nghĩ rằng là à thôi để mai làm. Và ngày mai mình lại nghĩ như vậy, rồi lại có những cái công việc khác liên tiếp xảy ra, và mình lại diện thôi để ngày kia làm. Và cứ như thế dần dần ngày này qua ngày khác, cái sự trì trệ, đúng không ạ? Cái gọi là cái tốc độ về thời gian của các bạn là sẽ ngày càng bị giảm xuống. Và kết quả là bạn sẽ diện, bạn sẽ chưa đạt được những cái điều mà bạn mong muốn. Và sau đó bạn lại tự trách bản thân là mình gì ạ? Mình chưa làm được những cái gì lớn lao, và mình cảm thấy như là những cái mà mình đã làm rồi nó chưa đạt được cái thành công như mình mong muốn, nên là mình luôn luôn ở trong cái tình trạng là gì ạ? Luôn luôn trong cái tình trạng tự trách mình. Thế nên là cái kết quả công việc của bạn không cao. Mỗi một sáng dậy khi mà bạn làm việc, bạn không có động lực để mà làm việc, bởi vì bạn cứ luôn tự trách mình, đúng không ạ? Luôn tự trách mình. Ngày hôm sau bạn trách là ngày hôm trước bạn chưa làm được việc hết, là chưa làm hết tất cả các việc, đúng không ạ? Ngày hôm sau nữa thì bạn lại trách là ngày hôm hôm trước bạn lại cũng chưa làm được cái kết quả, đúng không ạ? Và cứ như vậy thì bản thân bạn sẽ không có năng lượng để làm việc. Các bạn không có năng lượng để làm việc thì cái kết quả làm việc các bạn không thể nào mà cao được, không thể nào mà cao được. Các bạn hiểu không ạ? Thì đã các bạn mà đang xem livestream này của Hải Ninh, những bạn nào mà rơi phải những cái tình huống như vậy, các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé. Các bạn hãy comment xuống bên dưới. Các bạn có gặp phải những cái tình huống như vậy không ạ? Thu à, em cũng gặp phải tình huống vậy đúng không? Các bạn khác thì sao? Các bạn khác thì sao? Có rất là nhiều gì ạ? Có rất là nhiều những cái trở ngại để mà các bạn tiến tới thành công, đúng không ạ? Và làm thế nào để vượt qua những cái điều đó? Làm thế nào để vượt qua những cái điều đó? Ở đây cụ thể là ví dụ như trường hợp của Thu, thì trường hợp của em thì cụ thể như thế nào, em có thể chia sẻ trực tiếp, và chị sẽ có những cái hướng dẫn hỗ trợ em thêm để mà em sẽ dễ dàng đạt được cái kết quả tốt hơn. Hồ Anh có những cái trở ngại gì?
Các bạn hãy comment nhé, các bạn hãy comment xuống phía dưới. Các bạn hãy comment xuống phía dưới xem là hiện tại các bạn có những cái trở ngại gì và các bạn muốn hỗ trợ như thế nào, các bạn muốn hỗ trợ như thế nào để mà đạt được cái kết quả tốt hơn. Khi mà các bạn gì ạ, rất giống trường hợp của em à, chúng ta rất là muốn gì ạ, chúng ta rất là muốn tập trung cho công việc, chúng ta rất là muốn ạ, chúng ta rất là muốn mình sẽ nỗ lực về công việc và mọi thứ là sẽ tạo được điều kiện tốt nhất cho mình làm việc, đúng không? Nhưng mà thực ra cuộc sống thì có rất là nhiều những cái trở ngại, đúng không ạ? Từ gia đình, chồng đến con, đúng không ạ? Con cái và đặc biệt là những bạn, những bà mẹ bỉm sữa con vẫn rất là còn nhỏ. Thế nên là các bạn gặp rất là nhiều những khó khăn, đúng không ạ? Và mặc dù là cái lý do mà các bạn muốn thành công nó rất là gì ạ, có giá trị nhân văn. Nhưng trong quá trình mà chúng ta gì ạ, trong cái quá trình mà chúng ta để đi, để đến được cái thành công đó là chúng ta gì ạ, còn có rất nhiều những cái trở ngại mà chúng ta cần vượt qua. Những cái trở ngại chúng ta cần vượt qua. Vậy các bạn gì ạ, các bạn hãy comment những cái khó khăn mà các bạn đang đang mắc phải để mình có thể hỗ trợ thêm cho các bạn, giúp cho bạn gì ạ, lấy lại tinh thần và năng lượng. Đúng không ạ? Thu cả em bị mất năng lượng vì cụ thể vì chuyện gì? Vì chồng không đồng ý cho kinh doanh online hay là vì một cái lý do nào khác? Hay là vì một lý do nào khác nào? Xin chào Tiến nhé. Em bận con nhỏ lại bố mẹ chồng luôn ngăn cản. Ok em, về trường hợp của Hồ Anh nhé, nếu con của em bao nhiêu tháng rồi nhỉ? Em có thể comment cho chị biết xem là con của em bao nhiêu tháng rồi. Minh Thu em nản lòng vì việc gì? Hay cũng lại chồng ngăn cản không cho bán hàng online? Hay vì việc gì khác? Các bạn cứ comment hết các cái nội dung ra, mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Ví dụ như trường hợp của Hoa Anh, xem con của em bao nhiêu tháng, con của em có thể đi gửi trẻ được không, bố mẹ chồng luôn ngăn cản, thế thì việc kinh doanh online của em đã có một mức thu nhập được khoảng bao nhiêu rồi, mình có thể mua cái quà tặng gì để biếu bố mẹ chồng được không, và mình minh chứng cho bố mẹ rằng là cái món quà đó là mình có được từ tiền mình kinh doanh online, đúng không? Thế trường hợp của Thu nhá, nếu mà chồng em ngăn cản, đúng không ạ, hai vợ chồng mà chưa có cái sự hòa hợp về cái gọi là cái sự đồng thuận trong cái quá trình mình kinh doanh online, thì em có thể hỏi hoặc là em có thể gì ạ, em có thể dùng cái đồng tiền mà mình có được thu nhập từ việc kinh doanh online, mình có thể mua tặng một cái món quà gì nho nhỏ tặng chồng và minh chứng cho chồng rằng là à, cái tiền đó là chính là cái tiền từ việc mình có được từ việc kinh doanh online, để xem là sau khi mà mình trao tặng cho người thân, người yêu của mình cái món quà như vậy thì cái mối quan hệ của mình nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Đúng không ạ? Nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Các bạn phải thể hiện được rằng là các bạn thể hiện được cho chồng của mình, thể hiện được cho bố mẹ chồng của mình rằng là cái món quà mà mình mua tặng, đúng không ạ? Có thể là những cái gì nó nho nhỏ thôi, hoặc là những cái đồ hữu ích, hoặc là những cái đồ hữu gọi là những cái đồ mà dễ dàng sử dụng cho ông bà hay là cho chồng của mình, và mình nói rằng đó là cái số tiền mình mua cái món quà này là từ việc mình kinh doanh online mà có được. Và nó không hề gì ạ, nó không hề nó quá mất nhiều thời gian, đúng không ạ? Và kinh doanh online là một xu thế tất yếu, là một gì ạ, là một gọi là có thể nói là một cái nghề mà đang rất là thịnh hành đó, thì mình sẽ gì ạ, mình sẽ mua quà để biếu cho ông bà bằng cái số tiền mà mình có được từ kinh doanh online hầu hết, đúng không ạ? Về cơ bản thì ai cũng đều rất là mong muốn là đều nhận được các cái món quà. Ai cũng mong muốn nhận món quà, dù già trẻ lớn bé đều rất muốn nhận quà. Vậy thì mình dùng cái chính cái số tiền mà mình kinh doanh online được, mình sẽ mua một món quà mà ông bà thích hay là chồng mình thích mình tặng, thì chắc chắn là sẽ có hiệu quả tốt hơn, đúng không ạ? Và nhiều lần như thế thì chắc chắn là họ sẽ không có thể là ngăn cản
đúng không ạ, không không thể ngăn, hoặc là có thể là giảm hơn, giảm cái mức ngăn cản đó hơn, thì là mình sẽ có động lực để làm việc hơn. Chứ còn nếu nói thật nha, các bạn mà có kinh doanh online mà các bạn có kiếm được vài triệu một ngày mà chồng suốt ngày ngăn cản đúng không ạ, lại vợ chồng cãi nhau hay là bố mẹ chồng thì cứ đi qua đi lại, lại nhìn thấy cầm điện thoại chat chít là lại nghĩ là thế này thế khác, thì rất là gì ạ, rất là mất năng lượng. Các bạn sẽ rất là mất năng lượng vào những cái gì ạ, những cái việc rất là nhỏ nhặt như vậy. Vậy thì các bạn gì ạ, các bạn sẽ thay đổi đi đúng không ạ, các bạn sẽ thay đổi chiến lược đi, các bạn hãy mua những cái món quà bằng chính cái việc mà các bạn kiếm được tiền, cái món tiền đó từ từ kinh doanh online, các bạn mua và các bạn nói, các bạn tặng quà. Nếu mà các bạn cảm thấy các bạn ngại nói thì các bạn có thể viết những cái lời nói đó ra cái tờ thiệp đúng không ạ, kèm theo món quà đó đúng không ạ. Một lần có thể là chưa chưa có thể có những bạn chưa hiệu quả thì có thể 2 lần 3 lần, nhưng chắc chắn là khi mà mình làm nhiều lần như vậy và mình chia sẻ với người thân của mình như vậy thì chắc chắn là mình sẽ được ủng hộ thôi. Ví dụ như là giả sử đang nấu cơm chẳng hạn đúng không, đang nấu cơm mà mình lại vướng khách, thì mình có thể là mình vừa nói cái câu chuyện mình chia sẻ cho chồng của mình hay cho bố mẹ chồng của mình chia sẻ những cái câu chuyện mà mình kể chuyện thôi, để cho bố mẹ hiểu rằng à, con đang cầm cái điện thoại này là con đang nói chuyện tư vấn khách, và có thể là cái người khách này sắp chuyển tiền mua tiền hàng của con chẳng hạn, ví dụ thế, thì bố mẹ sẽ dễ dàng thấu hiểu và thông cảm hơn. Tức là khi các bạn cũng phải nói ra cái quá trình mà các bạn đang làm gì nữa đúng không ạ, tức là mình không phải là nói chi tiết nhưng mà mình nói để bố mẹ hiểu rằng à, con đang gì ạ, con đang làm việc chứ không phải là con đang chơi, hay nói cho chồng mình rằng à, em đang cố gắng vì cuộc sống của gia đình mình, vì thêm thu nhập cho gia đình mình đúng không ạ, chứ không phải là gì ạ, không phải là vì một cái gì khác, thì người thân của mình, chồng mình, bố mẹ chồng của mình sẽ dễ dàng hiểu và thông cảm hơn đúng không ạ, dễ dàng hiểu và thông cảm hơn, thì khi đó các bạn sẽ dễ dàng được ủng hộ hơn. Thực ra thì phụ nữ, đặc biệt là với những người mà là bà mẹ bỉm sữa, thì điều này nó sẽ trở nên là, có thể nói là với một số người có thể là nói là một cái rào cản lớn đúng không ạ, rất là mong muốn kiếm thêm tiền bỉm sữa cho con, rất là mong muốn khẳng định được mình có thể có thêm thu nhập 3 triệu, 5 triệu hay 7 triệu một tháng từ việc kinh doanh online, không không phải bị ăn bám vào chồng đúng không ạ. Như vậy là mình sẽ có một cái vị thế trong gia đình nhà chồng đúng không ạ, cuộc sống nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì các bạn phải nỗ lực lên, các bạn phải chia sẻ cái quan điểm của mình, cái suy nghĩ của mình với chồng mình trước, sau đó với bố mẹ chồng, thì các bạn sẽ dễ được ủng hộ hơn thôi đúng không ạ. Bản thân Linh khi mà mình kinh doanh online, mình cũng đã, khi hồi đầu ấy mình kinh doanh online về nhà chồng, như nếu mà như trước kia thì mình lúc nào cũng là chăm chăm đúng không ạ, cơm nước dọn dẹp nhà cửa, nhưng bây giờ khi mà mình bán hàng online thì hầu hết là khách hàng người ta hỏi bất cứ đúng không ạ, bất cứ giờ giấc nào, thì khi mà mình nhắn tin khách hàng thì mình lại nói đúng không ạ, nói thêm với bố mẹ vài ba câu đúng không ạ, ô mẹ ơi, hôm nay cái khách hàng này họ đang nói chuyện này, họ đang muốn mua cái sản phẩm này, mà con thấy cái khách hàng này họ cũng chưa hiểu gì nhiều về sản phẩm. Tức là mình chỉ nói như vậy thôi, là à, ông bà biết rằng là mình đang làm việc, chứ không phải là mình ngồi mình cầm điện thoại mình chơi điện tử hay là mình gì ạ, hay mình sao lãng cái công việc nhà đúng không ạ. Mình vẫn làm nhưng mà gì ạ, mình sẽ gì ạ, mình sẽ bố trí làm sao cho nó hiệu quả hơn. Thì các bạn là gì ạ, các bạn là những người phụ nữ thì chúng ta cũng phải gì ạ, chia sẻ với chồng mình, với bố mẹ chồng của mình để họ hiểu và họ thông cảm đúng không ạ. Và nhiều lần mình tặng quà như vậy thì rất là gì ạ, bằng bằng từ những cái thật tâm của mình thì các bạn sẽ có được cái tình cảm của chồng cũng như là của bố mẹ chồng, và rồi dần dần khi mà mình chứng minh cái thu nhập của mình 5 triệu một tháng, 7 triệu một tháng từ việc kinh doanh online đúng không ạ, hoặc thậm chí nhiều hơn, có những bạn trong team của anh Ninh có những bạn thu nhập 10 triệu, 20 triệu, thậm chí 40 triệu, các bạn ở trong team của mình ấy, trong các bạn là trong team của anh Ninh ấy, thì các bạn đã chứng minh được cho gia đình thấy rằng là việc bán hàng online là những cái việc mà đúng không ạ, có thể tạo ra những nguồn thu nhập rất là tốt, và rất là mong chồng và bố mẹ ủng hộ để tạo được cái điều kiện thuận lợi tốt nhất để mà các bạn bán hàng hiệu quả hơn đúng không ạ, để các bạn có thể cống hiến nhiều hơn, giúp đỡ được nhiều khách hàng hơn. Thì đấy là cái chia sẻ của mình để các bạn có thể cùng biết được. Đặng Hương à, em muốn nhiều thứ lắm nhưng mà dạo này em chậm ra đơn đúng không? Được rồi, thì trong cái nhóm mà chị hỗ trợ các bạn thì chắc chắn là sau cái buổi livestream này ngày hôm nay, thì bắt đầu từ ngày mai thì chị sẽ hỗ trợ và hướng dẫn cho các bạn cái cách thức để các bạn có thể bán hàng hiệu quả hơn. Vấn đề nằm ở chỗ là gì ạ? Là phương pháp. Thứ hai là gì ạ? Là các bạn gì ạ? Cam kết hành động. Vấn đề nằm ở chỗ là các bạn có cam kết hành động hay không? Đúng ạ? Cam kết hành động hay không? Cũng giống như là một cái vận động viên ấy,
làm sao mà họ được huy chương vàng? Bởi vì họ liên tục, đúng không ạ? Họ rèn luyện, đúng không ạ? Bất kể thời tiết, bất kể thời gian, họ liên tục rèn luyện để họ bứt phá được cái kỷ lục của bản thân và bứt phá được kỷ lục của gì ạ? Của những người khác, thì là họ sẽ thành công. Thì bản thân mình cũng như vậy thôi, bản thân mình cũng như vậy thôi. Tức là vấn đề nằm ở chỗ là trường hợp của Minh Thu hay là trường hợp của Đặng Hương là các bạn đang nghĩ quá nhiều về tiền và các bạn đang gì ạ? Quá là túng tiền. Nên là các bạn gì ạ? Các bạn cứ càng không thấy ra đơn là các bạn bắt đầu gì ạ? Nản. Đúng không ạ? Các bạn càng không thấy ra đơn thì các bạn lại càng nản. Và khi mà các bạn càng không ra được đơn thì các bạn lại càng chán. Có đúng không ạ? Các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé. Các bạn hãy comment xuống bên dưới. Có đúng những cái điều đó mà mình chia sẻ có đúng như vậy không? Các bạn thấy những cái điều mình chia sẻ có đúng như vậy không ạ? Ok, cảm ơn Minh Thu, cảm ơn Đặng Hương. Ngụy Thị Thu, nếu mà em muốn tìm ra giải pháp tốt hơn thì có thể inbox thêm cho chị sẽ chia sẻ cho em về, có thể nói là về những kiến thức chuyên sâu hơn. Bởi vì bản thân chị cũng là người vợ, cũng là người con dâu thì chị cũng có những cái trải nghiệm. Và chị tin rằng là với những cái chia sẻ của chị thì em cũng có thể là sẽ có một cái cách nhìn tốt hơn. Cảm ơn Hồ Anh. Ok, thế thì như vậy là các bạn trả lời được cái câu hỏi là gì ạ? Là lý do vì sao mà mình muốn thành công rồi, đúng không ạ? Thì trong cái phần nội dung này các bạn phải tìm ra cho mình một cái lý do đủ lớn. Một cái lý do lớn để khi mà các bạn cảm thấy buồn, chán các bạn. Khi các bạn cảm thấy là những cái lúc mà các bạn bị vấp ngã, những cái lúc bạn quá là mệt mỏi và những cái lúc bạn muốn bỏ cuộc, thì các bạn nhìn lại cái lý do, cái lý do mà bạn bắt đầu, cái lý do mà bạn muốn thành công, thì bạn sẽ có nguồn động lực. Đó là cái sợi dây gì ạ? Kết nối cái nguồn động lực của bạn để mà gì ạ? Thôi thúc bạn, hỗ trợ cho bạn tiếp tục đứng dậy và tiếp tục đi tiếp để mà đến được với thành công. Thì đấy là cái lý do đầu tiên. Trong cái livestream này, nếu bạn nào chưa viết được ra lý do, hoặc chưa viết hết được lý do, hay là các bạn chưa viết được cái lý do lớn nhất của mình, thì các bạn hãy suy nghĩ lại, hãy về suy nghĩ lại, hãy suy nghĩ lại và hãy tìm ra cho mình một cái lý do thật lớn, đúng không ạ? Những cái lý do thật lớn để các bạn sẽ có nguồn động lực vô cùng to lớn, giúp cho các bạn kiên định với mục tiêu và đi đến thành công. Thế thì cái nội dung thứ hai trong cái livestream này, đúng không ạ? Cái nội dung thứ nhất các bạn đồng ý chưa ạ? Các bạn hãy comment nội dung thứ nhất xuống nhé. Các bạn có đồng ý với cái nội dung mình chia sẻ không? Các bạn hãy về, các bạn hãy làm theo những gì mà mình chia sẻ, được chưa? Các bạn có đồng ý không ạ? Rồi, cảm ơn Thu. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cái phần nội dung tiếp theo nhé. Nội dung tiếp theo đó là bí quyết để mình vượt lên đỉnh cao. Bí quyết để mình vượt lên đỉnh cao. Tại sao mà mình lại chia sẻ với các bạn điều này? Bởi vì bản thân mình, đúng không ạ? Với những cái trải nghiệm của mình cũng có thể là chia sẻ lại cho các bạn, để mà các bạn tìm ra những cái lý do, gọi là những cái phương thức để mà các bạn có thể vững tin hơn, để các bạn kiên định hơn, để các bạn giúp đỡ các bạn tự tin hơn, và các bạn sẽ có thể vượt lên được chính mình, vượt lên được các rào cản này để các bạn đi đến thành công. Đấy, đi đến thành công. Thế thì bí quyết vượt lên đỉnh cao ở đây thì các bạn hãy nhớ cho mình một cái lý do đầu tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem livestream và đồng ý nhé. Được chưa?
Được chưa? Các bạn hãy comment xuống cái nội dung đầu tiên cho mình. Nội dung đầu tiên đó là thành công là điều bắt buộc. Thành công là điều bắt buộc. Thành công là điều bắt buộc. Các bạn hãy comment cái nội dung xuống đi ạ. Và phải thành công sớm. Thành công là điều bắt buộc và phải thành công sớm. Được chưa? Thành công là điều bắt buộc và phải thành thành công sớm. Các bạn có nghe kịp nội dung không ạ? Các bạn có nghe kịp nội dung không ạ? Thành công là điều bắt buộc và phải thành công sớm. Bởi vì các bạn thấy rằng là gì ạ? Các bạn hãy thử nghĩ lại xem, đúng không? Cái khoảng nhiều rất là nhiều cái suy nghĩ sai lầm của các bà mẹ bỉm sữa là các bạn dành rất nhiều thời gian cho con cái trong cái giai đoạn, đúng không ạ? Con còn nhỏ. Và các bạn nghĩ rằng là con còn nhỏ thì mình phải càng dành nhiều thời gian cho con càng tốt. Nhưng gì ạ? Nhưng đó là cái xa cái quan niệm nó có thể nói là nó cũng chưa chính xác, nó chưa chính xác. Bởi vì trong cái giai đoạn con, đúng không ạ? Từ tầm khoảng từ 1 đến 4 tuổi là cái gọi là cái trí não, tức là cái gọi bộ nhớ của con là nó chưa được có nhớ nhiều về, đúng không ạ? Tức là nếu bây giờ mình quay lại bản thân mình thế thôi, nếu mà khoảng thời gian từ 1 đến 4 tuổi là mình gần như mình không nhớ gì, đúng không? Nếu bạn nào mà gọi là thông minh nhất thì khoảng 5 tuổi là các bạn nhớ là hồi bé các bạn trải qua những chuyện gì và như thế nào. 6 tuổi các bạn trải qua những chuyện gì và như thế nào, đúng không? Đó. Thế thì trong cái khoảng thời gian đó thì hầu hết là chúng ta dành rất là nhiều thời gian cho con. Nhưng thực sự đây lại không phải là cái điều mà đối với gọi là cái việc nuôi dạy, gọi là nuôi dạy con và cái mức độ thành công của các ông bố bà mẹ thì lại không tập trung vào cái thời gian dành cho con trong độ tuổi từ 1 đến 4 tuổi. Đấy, tức là gì ạ? Tức là chúng ta không tập trung hoàn toàn chứ không phải là chúng ta không tập trung. Đấy. Thì các bạn đừng có đánh giá nhầm cái điều đó. Có rất nhiều, đặc biệt là quan niệm phụ mà gọi là cái quan niệm của ông bố bà mẹ ở Việt Nam mình là hay quan niệm rằng là hãy tập trung cho con từ cái thời điểm con còn nhỏ và đến khi thời điểm con học cấp 2, cấp 3 và nghĩ rằng là con lớn con trưởng thành rồi thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ không cần phải tập trung với nó nhiều. Nhưng mà chính vì cái quan niệm này mà dẫn đến là gì ạ? Cái lứa tuổi hình thành bắt đầu từ cấp 2, đúng không ạ? Và cấp 3 là cái độ tuổi gọi là chuyển biến. Nó rất dễ gì ạ? Rất dễ gì ạ? Có thể có những đứa nhận thức nó tốt nó sẽ thành công, nhưng có những đứa nhận thức nó chưa tốt và gì ạ? Nó dễ bị lôi kéo dụ dỗ thì xã hội gì ạ? Sẽ hình thành ra những con người khác. Thế thì các bạn cần phải thành công sớm, các bạn phải thành công sớm và các bạn gì ạ? Phải nỗ lực kiên trì để tới thành công này. Đấy, hãy thành công càng sớm càng tốt. Các bạn cần phải dặn, phải nghĩ rằng là chúng ta không thể nào mà đợi bố mẹ à, chúng ta không không thể nào mà bố mẹ chúng ta không thể nào đợi chúng ta thành công thì mới già đi. Tức là ông bà sẽ ngày càng dặn, suy yếu về sức khỏe. Bố mẹ đẻ của chúng ta cũng như vậy và bố mẹ chồng của chúng ta cũng như vậy. Nếu khi và đến thời điểm đó, đúng không ạ? Bạn chưa thành công tức là bạn chưa có gì ạ? Chưa có tài chính, đúng không ạ? Chưa có, thậm chí tại thời điểm đó bạn cũng chưa đủ tài chính để lo cho gia đình mình thì làm sao mà có thể lo được gì ạ? Cho sức khỏe của ông bà, đúng không ạ? Những người thân sinh ra mình. Đó, thế thì con cái làm sao cũng không thể nào mà đợi bạn, đúng không ạ? Thành công thì họ thì nó mới lớn lên. Có nghĩa là nó vẫn cứ sẽ lớn lên và nó sẽ lớn lên càng ngày càng nhanh. Và khi mà nó lớn lên càng ngày càng nhanh mà bạn này không không đủ tài chính để chuẩn bị cho những cái sự phát triển và những cái giai đoạn mà nó cần gì ạ, tài chính thì làm sao mà có thể có được cuộc sống tốt cho con được, đúng không? Vậy thì cái sự thành công này là một nhiệm vụ bắt buộc và phải càng sớm càng tốt. Các bạn nhớ cái nội dung thứ nhất này nhá. Đấy. Cái nội dung thứ hai trong ngày hôm nay đó chính là gì ạ? Đó là các bạn phải kiên trì vượt qua thử thách và khó khăn. Các bạn phải kiên trì vượt qua thử thách và khó khăn. Được chưa ạ? Kiên trì vượt qua thử thách và khó khăn. Các bạn hãy comment cái nội dung này xuống bên dưới nhé. Hãy comment nội dung này xuống bên dưới. Các bạn phải kiên trì lên bởi vì sao ạ? Bởi vì có rất nhiều người kinh doanh online khi bắt đầu với một tâm trạng rất là háo hức. Đúng ạ? Bán được cho người thân, người quen một thời gian ủng hộ. Sau đó là gì ạ? Cái lượng hàng bán, lượng hàng xuất đi ngày càng giảm dần. Đúng ạ? Và dần dần thấy nản chí, dần dần bỏ cuộc.
Nhưng cái yếu tố mà dẫn đến thành công ở đây cần phải gì ạ? Cần phải kiên trì vượt qua thử thách và khó khăn. Bản thân mình cũng như vậy. Đúng rồi ạ, cảm ơn Hồ Anh, cảm ơn Minh Thư. Bản thân mình cũng như vậy. Trước kia khi mà mình đến với công ty Zilla, mình là đại lý phần mềm. Mình có thể nói là trong 1 tháng đầu tiên mình chỉ có mức thu nhập là 350.000, bán được một phần mềm duy nhất. Bán được một phần mềm duy nhất. Và đến tháng thứ hai, đúng không ạ? Sau rất là nhiều cái nỗ lực, rất là nhiều cái nỗ lực và rất là nhiều cái vất vả, mình phải thức đêm triền miên để làm gì ạ? Để mình quay những cái video hướng dẫn cách sử dụng cho khách hàng, rồi là gì ạ? Rồi là mình dậy rất là sớm để mình nghe livestream, học hỏi từ thầy. Và gì ạ? Với cái khoảng thời gian đó, mình tháng thứ hai mình thu nhập được là gần 4 triệu. Nhưng các bạn biết rằng là 4 triệu đó mình rất là vất vả và khó khăn. Và mình cảm thấy rằng là mình rất là muốn bỏ cuộc, rất là muốn bỏ cuộc. Và thực sự thì mình nghĩ rằng là nếu mà mình bỏ cuộc thì gì ạ? Mình sẽ không có cơ hội để thành công. Mình nghĩ rằng là mình bỏ cuộc thì mình sẽ không có cơ hội để thành công. Trong khi có những cái người trong hệ thống của mình, có những người tại thời điểm đó họ thu nhập 60, 70, 80 triệu, thậm chí hàng trăm triệu. Và mình nghĩ rằng là họ làm được, mình cũng sẽ có cơ hội để thành công như họ. Đúng không ạ? Các bạn hiểu không ạ? Đó, và mình kiên trì từng ngày và mình vượt qua những khó khăn và thử thách để mà gì ạ? Mình đi đến cái mục tiêu của mình. Và đến chính xác là đến tháng thứ 5 sau khi kinh doanh, tức là tháng thứ nhất kinh doanh online đến tháng thứ 2, thứ 3, thứ 5 thì mình đã đạt mức thu nhập 100 triệu một tháng, và lúc đó thì mình cảm thấy gì ạ? Mình cảm thấy là mình đã thành công. Và đó là một cái cột mốc mà đánh dấu mình đã thành công. Thế thì cái yếu tố thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là gì ạ? Kiên trì vượt qua thử thách và khó khăn, đó là một cái yếu tố tất yếu. Đó là một cái yếu tố tất yếu. Các bạn cần phải vượt qua được. Các bạn cần phải vượt qua được. Và khi mà các bạn vượt qua được, các bạn sẽ thấy rằng nó thực sự là trái ngọt. Các bạn sẽ cảm thấy nó thực sự là nó là một cái điều rất là tuyệt vời. Nó là một điều rất là tuyệt vời. Thì các bạn phải nỗ lực và kiên trì vượt qua thử thách. Và cái tại thời điểm đó các bạn biết không ạ? Là mình vừa bế con, đúng không ạ? Vừa tư vấn khách hàng. Cho con ngủ vẫn ở một tay gối đầu và một tay bấm máy tính điện thoại. Tức là nó triền miên trong vào những khoảng thời gian như vậy, đúng không ạ? Thì cái thử thách đó, những cái khó khăn đó mình đã vượt qua. Và nó thực sự là phải vượt qua những cái nấc khó khăn như vậy thì các bạn mới có thể đi đến thành công được. Và đây là cái nội dung thứ hai, nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Nó rất là quan trọng. Đã bao nhiêu bạn xem cái livestream này của Hải Ninh mà các bạn có con nhỏ mà các bạn đã phải gì ạ? Vừa một tay bế con, đúng không ạ? Vừa một tay gì ạ? Bấm máy tính hay là gõ máy tính, đúng không ạ? Hoặc là cầm điện thoại để mình tư vấn khách hàng, đúng không ạ? Và vừa một tay bế con mình làm các công việc nhà khác. Có rất nhiều bà mẹ bỉm sữa cũng giống như mình, đúng không ạ? Cũng giống như mình. Các bạn cũng rất là khó khăn, cũng rất là vất vả. Và để có được cái mức thu nhập, đúng không ạ? 5, 7 triệu, hay 10, 20 triệu một tháng cũng là một quả cái quá trình mà họ nỗ lực và phấn đấu, đúng không ạ? Vậy thì họ làm được, mình cũng sẽ tìm ra cách để làm được như họ. Và mình rất là tự tin khi mà mình sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho các bạn, bởi vì bản thân mình đã trải qua rất là nhiều những khó khăn như vậy rồi, và bản thân mình cũng đã gì ạ, đã giúp đỡ được nhiều người có cái kết quả kinh doanh online tốt hơn rồi, nên là mình mong muốn là nhân rộng cái sự giúp đỡ của mình đấy để cho nhiều người có thể kinh doanh online tốt hơn. Bởi vì hơn ai hết mình thấu hiểu rằng là những người bà mẹ bỉm sữa là những người rất là vất vả và khó khăn, là những người rất gọi có thể là nói là có nhiều những cái gọi là những cái nỗi lòng mà muốn được chia sẻ, đúng không ạ? Hơn nay hết là những bà mẹ bỉm sữa là cực kỳ vất vả, và những bà mẹ bỉm sữa mà càng không làm ra tiền thì lại càng gì ạ? Càng cảm thấy khó khăn hơn nữa. Và những bạn như vậy thì cần thật sự là cần kiên trì và nỗ lực và cố gắng hơn nữa, đúng không ạ? Các bạn cứ có khó khăn gì trong quá trình kinh doanh online, các bạn cứ inbox cho mình sẵn sàng có thể giúp đỡ các bạn để mà hỗ trợ các bạn. Để các bạn gì ạ? Có mức thu nhập để các bạn khẳng định được vị trí của bản thân các bạn, cũng như là gì ạ? Khẳng định được với gì ạ? Với chồng, với bố mẹ chồng rằng là mình là một người có giá trị, đúng không ạ? Mình ở nhà mình chăm con mà mình vẫn có thu nhập 5 7 triệu một tháng, thậm chí 10 20 triệu một tháng. Đó gì ạ? Đó là một niềm thật sự là đáng tự hào. Thì các bạn gì ạ? Khi mà các bạn nhìn thấy tương lai của các bạn như thế, các bạn
cảm thấy gì ạ? Các bạn cảm thấy nó là một cái trường năng lượng, nó rất là gì ạ? Nó rất là hoan hỉ, thì các bạn sẽ có thêm động lực để các bạn làm việc. Tức là khi mà các bạn nhớ này, có rất là nhiều bạn mất là năng lượng đúng không? Vậy thì một trong số bí quyết để các bạn nhanh lấy lại năng lượng. Thứ nhất là các bạn nhìn về quá khứ nó đau thương như thế nào. Cái thứ hai là các bạn nhìn về tương lai nó huy hoàng ra sao. Các bạn nhớ nhé, cách nhanh nhất để lấy lại được động lực, lấy được năng lượng là nhìn về cái quá khứ nó khổ đau như thế nào và nhìn về tương lai huy hoàng ra sao, thì các bạn sẽ nhanh nhất để có được động lực, đúng không ạ? Các bạn lúc đó có thể là các bạn buồn ngủ đến mấy, nhưng khi các bạn suy nghĩ về điều đó, các bạn cũng sẽ thức tỉnh, các bạn cũng sẽ thức tỉnh các bạn để các bạn gì ạ, nỗ lực vượt qua khó khăn. Các bạn nên nhớ rằng là có thể là bạn khi mà các bạn nhìn lại, các bạn cảm thấy là mình đang còn khó khăn, nhưng mà ở ngoài kia còn rất nhiều người khó khăn hơn mình rất là nhiều. Có những người không có một mái nhà để ở, đúng không ạ? Họ đi lang thang của bất của bơ, không có người thân thích. Vậy thì bản thân mình khi mình đang, đúng không ạ, đang đang trong một cái môi trường như vậy, mình nghĩ rằng là mình vẫn còn tốt hơn rất nhiều người, nhưng mà vì mình vẫn cũng có thể là chưa bằng ai, vậy thì mình càng phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa, và mình cũng có điều kiện để cố gắng hơn những người khác, thì các bạn hãy cố gắng lên nhé. Đấy là cái nội dung thứ hai các bạn phải nhớ, nội dung thứ hai. Cái nội dung thứ ba, cái nội dung này nghe thì có vẻ không liên quan, nhưng thực sự nó là gì ạ? Nó là trái tim để các bạn có thể thành công được. Đó là các bạn phải giúp đỡ và cho đi, giúp đỡ và cho đi. Các bạn hãy comment cái nội dung này nhé, hãy giúp đỡ và cho đi, hãy giúp đỡ và cho đi. Tại sao lại mình lại chia sẻ cái nội dung này cho các bạn? Các bạn đừng nghĩ rằng là các bạn bán hàng online là các bạn phải gì ạ? Các bạn chỉ nghĩ là các bạn bán hàng thôi, đúng không ạ? Mình đâu có giúp đỡ được ai, mình đâu có cho đi được cái gì, đúng không ạ? Các bạn nghĩ rằng là mình còn nghèo thì mình cho ai được cái gì? Đó là cái quan niệm các bạn sai lầm, và các bạn vẫn cứ nghèo bởi vì các bạn chưa có một cái tư duy rộng mở. Các bạn chưa có một tư duy rộng mở. Các bạn hãy giúp đỡ và cho đi. Tức là gì ạ? Các bạn đừng nghĩ rằng là các bạn đang bán hàng nữa. Các bạn hãy gạt bỏ tất cả những cái suy nghĩ rằng là mình đang bán hàng. Khi mà các bạn gặp một cái gọi là một khách hàng tiềm năng, các bạn hãy nghĩ rằng là như này, cái sản phẩm của mình đã trải nghiệm rồi, mình đã thấy nó tốt rồi. Chắc chắn là sản phẩm của các bạn khi các bạn bán hàng, nhưng các bạn phải nghĩ rằng là các bạn phải là người trải nghiệm nó rồi nhé, đúng không ạ? Mình khuyên các bạn là các bạn phải trải nghiệm nó đi. Các bạn thấy nó tốt rồi thì các bạn hãy bán. Thì khi mà các bạn trải nghiệm nó nhé, các bạn thấy nó tốt rồi các bạn bán, thì các bạn hãy nghĩ rằng như này này, các bạn hãy nghĩ rằng như thế này là mình mong muốn là cái người khách hàng này mình coi như là một người bạn, mình muốn giúp họ gì ạ, muốn giúp họ để mà giải quyết cái khó khăn mà họ đang gặp phải, muốn giúp họ để họ thấy được rằng là cái gọi là cái sản phẩm này nó sẽ đem lại cho họ cái lợi ích gì. Tức là lúc đó chúng ta đứng ở góc độ là một người bạn với nhau, chúng ta chia sẻ những cái hay, đúng không ạ, để giúp đỡ họ, đúng không ạ, để giúp đỡ khách hàng, để họ nhận ra được rằng là gì ạ, mình có thể giúp cho họ giải quyết được cái khó khăn mà họ đang gặp phải. Ví dụ như là những bạn bán phụ khoa đấy, thì cái khó khăn của những cái người mà đang mắc bệnh phụ khoa là họ đang cảm thấy rất là khó chịu. Vậy thì mình là người bán cái sản phẩm phụ khoa, mình phải giúp cho cái người khách hàng kia cảm thấy rằng là mình đang muốn giúp họ, đúng không ạ? Muốn giúp họ và mình chia sẻ với họ như một người bạn. Các bạn đừng bao giờ đặt, đúng không ạ, đặt địa vị, đặt vị trí của mình vào một người bán hàng và một người mua hàng. Tức là mình đừng bao giờ đặt nặng nề và quá vào cái vị trí là một người bán. Các bạn hãy đặt vào vị trí là một người bạn, hãy giúp đỡ họ, hãy giúp họ nhận ra là cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho bạn điều gì, hay là chúng ta sẽ gì ạ, sẽ đi từ cái khó khăn của khách hàng xem là cái khó khăn này của chị hay là khó khăn này của bạn, mình nghĩ rằng là bạn sẽ cần phải làm gì, và bản thân mình cũng đã từng khó khăn như vậy rồi, mình đã từng trải nghiệm sản phẩm này rồi, mình tin rằng là cái sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ cho bạn. Tức là chúng ta đứng góc cạnh là một người chia sẻ, đúng không ạ, hãy giúp đỡ khách hàng giải quyết vấn đề khó khăn của họ, hoặc là giúp đỡ khách hàng gì ạ, thỏa mãn cái nhu cầu của họ, đúng không ạ, thỏa mãn cái nhu cầu của họ. Ví dụ như là họ có nhu cầu làm đẹp, họ có nhu cầu gì ạ, mua sắm, đúng không ạ, họ có nhu cầu mặc những cái đồ đẹp, đúng không ạ, nhưng mà giá gì ạ, bình dân, ví dụ thế, thì mình phải giúp đỡ khách hàng.
Và mình cho đi cái gì ạ? Các bạn phải cho đi khách hàng cái kiến thức của mình, đúng không ạ? Các bạn nên nhớ rằng mỗi một cái sản phẩm mà các bạn đang bán, các bạn phải có kiến thức về nó, đúng không ạ? Các bạn phải giúp cho khách hàng nhận ra được cái giá trị những cái kiến thức mà mình cho đi. Hoặc các bạn là bà mẹ bỉm sữa, các bạn có thể dễ dàng cho đi khách hàng những người cũng như các bạn, cũng là bà mẹ bỉm sữa, những cái kinh nghiệm mà các bạn nuôi con, đúng không ạ? Tức là các bạn có những cái gì các bạn có thể cho được, các bạn hãy cho khách hàng, cho những cái kinh nghiệm của mình, cho những cái giá trị của mình, cho những cái lời tư vấn của mình, thì khi đó đúng không ạ, bạn với khách hàng là những người bạn, thì khách hàng người ta sẽ đồng cảm với bạn, đúng không ạ, và chắc chắn rằng là họ mua hàng cho bạn, đúng không ạ, họ mua hàng cho bạn rồi thậm chí họ còn gì ạ, còn giới thiệu sản phẩm của bạn cho những người thân của họ, đúng không ạ, cho bạn bè của họ, bởi vì họ tin bạn rồi, đúng không ạ, họ coi bạn như là một người bạn rồi. Đấy, thì bạn sẽ có nhiều giá trị hơn. Chứ còn lúc nào các bạn cũng đứng vào vị trí của người bán, lúc nào các bạn khi mà khách hàng đến với bạn, các bạn cũng chỉ chăm chăm là à tôi muốn bán được hàng, đúng không ạ? Và cái thông điệp đó dù bạn không nói ra nhưng nó cũng sẽ truyền tải thông qua những cái nội dung bạn nói chuyện với khách hàng. Và khách hàng nhận ra rằng là à con bé này hay đứa này hay là bạn này chỉ muốn gì ạ, chăm chăm vào túi tiền của mình thôi, đúng không ạ? Mình đang cảm thấy rất là khó chịu nhưng nó không nói gì về giúp gì được cho mình về cái giải tỏa cho mình cái căng thẳng đó, đúng không ạ? Lúc nào cũng chỉ chăm chăm gì ạ, chị có mua sản phẩm này không, chị có mua sản phẩm kia không, đúng không ạ, giá sản phẩm này bao nhiêu tiền, giá sản phẩm kia bao nhiêu tiền. Đấy, các bạn có hiểu không ạ? Hãy giúp đỡ và cho khách hàng, hãy giúp đỡ và cho đi, các bạn sẽ nhận lại nhiều giá trị hơn thế. Dù là một lời cảm ơn thôi nhưng các bạn sẽ có, từ lời cảm ơn đó các bạn sẽ có động lực để làm việc, các bạn sẽ có năng lượng để làm việc, các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ, mình là người có ích, đúng không ạ, mình là người có ích. Thì người thành công, đúng không ạ, người thành công theo định nghĩa chuẩn đó là gì ạ, đó là những người giúp người khác thành công, đó thực sự là người thành công, thực sự là người thành công đích thực. Là người thành công đích thực là các bạn khi mà các bạn giúp đỡ và cho đi nhiều những cái giá trị của mình là các bạn cũng đã bước đầu thành công rồi, đã bước đầu thành công rồi đấy, các bạn đã bước đầu thành công rồi. Các bạn có hiểu không ạ? Các bạn có hiểu không ạ? Đấy, người thành công luôn luôn sẽ giúp đỡ những người khác thành công và chắc chắn họ sẽ thành công. Đây là một cái câu nói rất là hay và mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu rằng là gì ạ, chúng ta luôn luôn nên cho đi những cái giá trị mà mình có, đúng không? Bạn có kinh nghiệm nuôi con hay là gì ạ? Hay bạn có một cái mẹo vặt nào đó, hay là bạn có một cái điểm mạnh nào đó, tất cả những cái thứ đó bạn đều có thể tạo ra những cái giá trị to lớn cho xã hội. Đó, tạo ra cho giá trị to lớn cho xã hội. Đến đây các bạn đã nghe được nội dung này chưa nhỉ? Các bạn hãy comment cho mình biết là xem các bạn nghe đến nội dung này các bạn có hiểu được cái nội dung mà mình chia sẻ này không? Cảm ơn Hồ Anh. Có thể là mạng hơi chậm một chút. Thế thì đây là nội dung thứ ba, các bạn nhớ nội dung này nhé. Cái nội dung thứ tư này, cái nội dung thứ tư là ở đây các bạn sẽ cần phải tập trung vào bản thân. Hãy tập trung vào chính bản thân mình. Các bạn nhớ nhé, hãy tập trung vào chính bản thân mình. Bởi vì sao ạ? Nếu mà các bạn nhìn nhé, các bạn nhìn cái quá trình kinh doanh của mình. Khi mà các bạn nhìn lên thì các bạn thấy là các bạn chẳng bằng ai cả. Có rất nhiều người tuyển ứng rất nhiều xỉ, mức thu nhập của họ gì ạ? 30 triệu, 50 triệu, thậm chí hàng trăm triệu một tháng. Có đúng không ạ? Nếu các bạn cứ nhìn vào họ thì bạn sẽ càng mất năng lượng. Bạn sẽ mất năng lượng càng sâu. Bởi vì các bạn tự ti vào bản thân mình. Các bạn tự ti vào bản thân mình. Các bạn nghĩ rằng là à, ôi đến bao giờ thì mình được như họ. Và con đường đấy nó còn xa vời quá. Và mình càng nhìn mình càng mất năng lượng. Đúng không ạ? Hãy tập trung vào bản thân mình, hãy tập trung vào chính mình. Bởi vì các bạn nhớ rằng ạ, hơn ai hết mình là một cá thể riêng biệt. Các bạn đều có những cái điểm mạnh của mình, hãy phát huy tối đa cái điểm mạnh của mình. Hãy phát huy tối đa những điểm mạnh của mình. Khi các bạn nhìn vào điều đó, các bạn sẽ thấy rằng là à, ở phía dưới còn rất nhiều người còn khó khăn hơn bạn. Đúng không ạ? Họ thậm chí còn chẳng được gì ạ, được ủng hộ để kinh doanh online. Họ thậm chí họ còn đang là công nhân nữa, làm theo ca kíp, lương tháng của họ 3 triệu rưỡi một tháng, đúng không ạ?
họ còn rất nhiều khó khăn, mà trong đó họ còn phải nuôi hai miệng ăn, đúng không ạ, con cái, đúng không ạ, rồi chồng thì nghiện ngập, rồi rượu chè, rồi vân vân và vân vân. Thì các bạn nên nhớ rằng là, các bạn nên nhớ rằng là hãy tập trung vào chính bản thân mình. Nếu các bạn nhìn lên thì các bạn không bằng ai, mà các bạn nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình, có đúng không ạ? Quan trọng nhất để đi đến thành công là các bạn hãy tập trung vào chính bản thân mình. Bởi vì mình là duy nhất và mình sẽ phải nhìn lại xem là cái điểm mạnh của mình là ở đâu. Đúng không ạ? Điểm mạnh của mình là ở đâu? Và mình hãy tập trung khai thác vào điểm mạnh của mình. Ok chưa ạ? Đừng có gì ạ? Đừng có suy nghĩ quá nhiều vào điểm yếu của mình, bởi vì mỗi người có một giá trị khác nhau. Các bạn hãy tập trung vào chính bản thân mình. Nội dung này vô cùng quan trọng. Nếu các bạn không tập trung vào chính bản thân mình là các bạn đã bị gì ạ? Bị mất đi, gọi là mất đi chính mình ấy. Các bạn phải tập trung vào chính bản thân mình, vì khi đó các bạn gì ạ? Các bạn sẽ biết cách để gì ạ? Tạo ra được cái sức hút đối với khách hàng, tạo ra được sức hút đối với người xung quanh. Bạn cũng đều có phong cách riêng, đúng không ạ? Cái khuôn mặt của bạn cũng gì ạ? Là một khuôn mặt riêng. Cái nét đẹp của bạn là cũng là một nét đẹp riêng. Các bạn hãy tập trung vào chính bản thân mình, đừng nhìn vào ai cả, đúng không ạ? Đừng nhìn vào ai cả. Các bạn hãy gì ạ? Hãy tư duy, hãy học cách để tư duy đúng, đúng không ạ? Nhiều khi các bạn cứ sao chép y như là gì ạ? Một cái người thành công nhưng nó không phù hợp với mình thì nó cũng không phải là mình nữa. Nên là các bạn hãy tập trung vào chính mình. Đây là một điểm rất là quan trọng. Đây là một điểm rất là quan trọng nhá. Các bạn hãy cứ tập trung vào chính mình. Hãy làm theo đúng theo phương pháp, đúng không ạ? Hãy làm theo đúng theo phương pháp. Hãy tập trung vào chính bản thân mình. Trong cái phần nội dung về chia sẻ về cái cách thức để thu hút khách hàng, mình cũng nói về cái công thức để hỗ trợ cho các bạn, đúng không ạ? Để thu hút được khách hàng là công thức 80-20, là các bạn gì ạ? Trong đó có 10% là các bạn gì ạ? Phải thể hiện bản thân cá nhân của mình. Thì khi mà các bạn thể hiện bản thân cá nhân của mình, khi mà mình đăng những cái bức ảnh của mình lên và khách hàng gì ạ? Người ta nhìn vào mình, người ta cảm thấy gì ạ? Người ta cảm thấy sự cố gắng của mình, sự nỗ lực của mình, họ cảm thấy gì ạ? Mình là một con người thực tế. Và những cái gì ạ? Quan điểm sống của mình làm cho họ gì ạ? Họ cảm thấy yêu mến. Thì mình sẽ tỏa sáng theo cách của mình. Mình sẽ tỏa sáng theo cách của mình. Các bạn không phải sao chép theo gì ạ? Theo một mô hình nào cả, đúng không ạ? Không phải sao chép ai cả. Bản thân các bạn gì ạ? Là một duy nhất. Và các bạn hãy gì ạ? Hãy phát huy nó. Những bạn nào xem cái livestream đến giờ phút này mà các bạn muốn Hải Ninh hỗ trợ kinh doanh online, thì các bạn sau cái livestream này các bạn cứ inbox cho Hải Ninh. Mình sẽ hỗ trợ cho các bạn để các bạn bán hàng online hiệu quả hơn. Và đây cũng là một cái, có thể nói là một cái mốc để đánh dấu cái sự thành công khi mà mình muốn chinh phục, giúp đỡ hàng nghìn người kinh doanh online thành công trên Facebook. Đây có thể là chia sẻ, một cái chia sẻ rất là nhỏ thôi, trong dịp đầu năm mới cũng như là livestream đầu tiên trong năm mới này. Thế nên là các bạn đừng có ngại khi mà inbox cho Hải Ninh, được chưa ạ? Và mình chia sẻ cái nội dung livestream này có thể nói là rất là trầm lắng nhưng vô cùng là sâu sắc. Nên là các bạn nghe xong cái livestream này, các bạn sẽ suy nghĩ, hãy chia sẻ cái livestream này về tường để gì ạ? Để khi mà các bạn nghe lại, khi các bạn nghe lại, các bạn sẽ thấy rằng là nó thực sự là quan trọng, nó sẽ là nền tảng, là nền móng để mà gì ạ? Đưa bạn đi đến thành công. Đó, được chưa ạ? Đấy là yếu tố thứ tư. Đến yếu tố này các bạn nhớ chưa? Sang yếu tố thứ năm. Đấy ạ, sang yếu tố thứ năm, đó là các bạn phải nuôi dưỡng ước mơ, nuôi dưỡng ước mơ và nuôi dưỡng mục tiêu của mình. Yếu tố thứ năm là nuôi dưỡng ước mơ và nuôi dưỡng mục tiêu của mình. Nuôi dưỡng ước mơ và mục tiêu của mình. Nuôi dưỡng ước mơ và mục tiêu của mình. Được chưa ạ? Khi mà các bạn biết nuôi dưỡng ước mơ và mục tiêu của mình thì các bạn sẽ nhìn vào ước mơ, đúng không ạ? Các bạn sẽ nhìn vào mục tiêu, các bạn sẽ có năng lượng, các bạn sẽ có động lực để các bạn làm việc tốt hơn. Có thể nói đây là một cái nội dung mà rất là quan trọng, rất là quan trọng. Các bạn vạch ra mục tiêu của mình thì các bạn sẽ gì ạ? Sẽ làm được, sẽ làm được. Mình chia sẻ thêm là cũng giống như cái thời điểm mà mình đặt mục tiêu ấy,
Khi mà mình đặt mục tiêu thì mình sẽ chia nhỏ cái mục tiêu, ví dụ mục tiêu tháng của mình. Mục tiêu tháng của mình, giả sử như mình có thể nói, mình cũng giống như mình hướng dẫn các bạn đại lý của mình, nếu em đặt mục tiêu là 50 triệu một tháng. Nếu em đặt mục tiêu là 50 triệu một tháng, vậy thì một tuần em phải đặt mục tiêu là bao nhiêu? Trong một tuần đó thì mỗi ngày mục tiêu của em là bao nhiêu? Đấy. Và trong một tuần đó thì có mấy ngày làm việc, mục tiêu của những cái ngày làm việc đó là bao nhiêu? Đấy, thì các bạn phải đặt mục tiêu chia nhỏ ra, đúng không ạ? Có mục tiêu tổng quát và mục tiêu chia nhỏ. Và chúng ta ghi rõ cái ước mơ của chúng ta ra, và chúng ta phải gì ạ? Mô tả chi tiết cái ước mơ của chúng ta ra là gì. Chúng ta khi chúng ta mô tả và hình dung rõ cái ước mơ của chúng ta, và chúng ta có con số định lượng cụ thể về mục tiêu của chúng ta, thì khi mà các bạn gì ạ? Các bạn có nản lòng, các bạn có cảm thấy gì ạ? Chán nản, các bạn có cảm thấy gì ạ? Các bạn có cảm thấy là muốn buông xuôi, thì các bạn nhìn vào đó, các bạn lại có thêm động lực để làm việc. Các bạn có động lực để phấn đấu tiếp theo. Nên là cái phần thứ năm này là cái phần mà các bạn cũng cần phải chú ý, là chúng ta phải nuôi dưỡng ước mơ và nuôi dưỡng mục tiêu. Trong những cái phần nội dung chia sẻ là trong livestream này ngày hôm nay có rất là nhiều cái nội dung quan trọng. Các bạn hãy gì ạ? Hãy ghi chép lại và các bạn gì ạ? Làm chi tiết ra. Rồi các bạn sẽ thấy là mọi thứ nó sẽ rất là rõ ràng. Nó sẽ rất là rõ ràng để các bạn dễ đi đến thành công hơn. Chứ còn nhiều khi các bạn cứ nói rằng là em muốn thành công, chị muốn thành công, đúng không ạ? Hoặc tôi muốn thành công, mình muốn thành công. Nhưng cái thành công ở đây là gì? Cụ thể là gì? Nó chỉ là ước mơ, nó là mục tiêu, đúng không ạ? Chúng ta phải chi tiết nó ra, chia nhỏ nó ra, rõ ràng nó ra, thì các bạn gì ạ? Các bạn sẽ gì ạ? Dễ dàng có được nó. Cũng giống như là gì ạ? Một chiếc bánh rất là to. Chúng ta muốn ăn nó thì chúng ta phải chia nhỏ nó ra nữa, và chúng ta sẽ hưởng thụ nó, chúng ta sẽ gì ạ? Ăn nó một cách dễ dàng. Chứ còn cả một cái miếng bánh to thế làm sao chúng ta có thể đưa ngay được ạ? Đúng ạ? Chúng ta có thể ăn ngay đâu được. Đấy, thế thì cái phần thứ năm này các bạn phải nuôi dưỡng ước mơ và nuôi dưỡng mục tiêu. Được chưa ạ? Và yếu tố thứ sáu. Các bạn ấy comment xuống phía dưới nhé. Yếu tố thứ sáu ạ. Yếu tố thứ sáu là phải học người thành công và phải trở thành người để người khác gì ạ? Học hỏi. Các bạn hãy comment nội dung xuống phía dưới nhé. Hãy comment nội dung xuống phía dưới. Hay nói cách khác này, có người để noi theo. Có người để noi theo. Và mình là người thành công để người khác noi theo. Và mình là người thành công để người khác noi theo. Được chưa ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Tức là gì ạ? Mình nhắc lại này. Có một người để noi theo, tức là có một người mà mình lấy người đó làm chuẩn mực để mình noi theo. Và mình là người thành công để người khác noi theo. Đấy là yếu tố cuối cùng trong nội dung ngày hôm nay. Tức là các bạn muốn thành công ấy. Các bạn hiểu không ạ? Các bạn muốn thành công thì các bạn sẽ phải học hỏi một cái người mà người ta thành công trước đó rồi. Thì cái con đường mà các bạn đi đến thành công nó sẽ dễ dàng hơn, đúng không ạ? Nó sẽ bớt khó khăn hơn một chút, đúng không ạ? Thì các bạn cần phải học hỏi những cái người thành công rồi. Phải học hỏi những người thành công rồi. Và sau đó các bạn sẽ là người thành công để cho người khác học hỏi. Các bạn sẽ là người thành công để cho người khác học hỏi. Thì điều này nó sẽ như thế này. Tức là nói như thế này thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn này. Ví dụ bây giờ các bạn mới chỉ là đại lý thôi, đúng không? Các bạn sẽ mới chỉ là đại lý thôi. Các bạn khi mà các bạn bán các sản phẩm thì các bạn gì ạ? Các bạn muốn muốn nhanh, tức là muốn có thể tiếp cận được thành công sớm hơn, thì các bạn hãy học hỏi những người đã thành công, đúng không ạ? Tức là mình học hỏi nhé, học hỏi có chọn lọc nhé, chứ không phải chúng ta sao chép nhé. Việc học hỏi hoặc là việc noi theo nó hoàn toàn khác với cái việc là mình sao chép. Đấy. Thế thì các bạn sẽ noi theo những cái mặt tích cực của họ, và mình sẽ tôn thêm những cái điểm tích cực của mình để mình có một cái cá gọi là một cái phong cách của riêng mình. Đấy. Và khi mà mình là đại lý thì là như vậy, đúng không ạ? Và mình muốn trở thành thành công hơn thì mình sẽ đứng ở cái góc độ là tổng đại lý. Khi mà mình là người thành công rồi thì mình sẽ làm mẫu, làm gương, đúng không ạ? Mình sẽ làm gương cho những người khác noi theo, là những đại lý của mình, rồi là những khách hàng của mình, vân vân. Thì có thể nói là chi tiết là như vậy, hoặc
hoặc là mình có thể là mô tả như vậy để các bạn có thể dễ hình dung. Tức là chúng ta phải có một người thành công để chúng ta noi theo. Và khi các bạn noi theo thì cái con đường đi đến thành công của bạn nó sẽ gì ạ? Nó sẽ bớt trở ngại hơn. Và sau đó thì các bạn phải nghĩ rằng là mình là người thành công để cho người khác noi theo. Đấy, thì trên các cái nội dung bài đăng của các bạn phải thể hiện được mình là một người thành công, mình là một người có cuộc sống thành công và hạnh phúc. Thì khi người khác nhìn vào, người ta ngưỡng mộ, người ta muốn noi theo, thì các bạn sẽ hút được sỉ và đại lý từ đó. Đấy, đúng không ạ? Thì đấy chỉ là một cái rất là nho nhỏ trong số những cái tuyệt chiêu mà mình sẽ chia sẻ cho những cái bạn, cho những bạn mà tham gia trong đội nhóm của mình, để mà các bạn có được cái những cái gọi là bí kíp để các bạn bán hàng hiệu quả, cũng như là dễ dàng đạt được thành công và hạnh phúc hơn. Đấy, thì trong cái livestream này mình chia sẻ cho các bạn các gọi là 6 cái nội dung cơ bản như vậy, và cũng để cho các bạn tìm ra được chính cái đáp án của các bạn là các bạn muốn vì sao mà các bạn muốn thành công, đúng không ạ? Và các yếu tố, các bí kíp để mà các bạn có thể lên được đỉnh cao là bao gồm 6 cái bí kíp này. Thì đây là một cái livestream đầu gọi đầu năm 2019, mình rất là mong muốn là chia sẻ những cái kiến thức này, những cái nội dung giá trị này để các bạn nhìn nhận lại về năm 2018 và định hướng ra cho các bạn về ước mơ và mục tiêu của năm 2019. Các bạn có đồng ý không ạ? Nội dung livestream mình chia sẻ thì về cơ bản thì nó rất là sâu lắng, rất là sâu lắng, và mình mong muốn là các bạn nghe xong cái livestream này, các bạn sẽ nghĩ ngẫm nghĩ lại, các bạn sẽ ngẫm nghĩ lại, sẽ viết ra những cái gì mình mong muốn, sẽ viết ra những cái nội dung gì ạ là bí kíp để các bạn gì ạ suy nghĩ về nó, suy nghĩ về nó, và các bạn gì ạ sẽ tìm ra cho mình một con đường để mà mình đi, mình hiệu quả, mình sẽ đạt được cái kết quả tốt hơn. Thì đây là một cái livestream đầu năm mới, và mình mong muốn là mình sẽ chúc cho các bạn trước hết là có sức khỏe. Bản thân các bạn sẽ là những người quan trọng nhất. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ rằng bản thân mình là quan trọng nhất. Thế nên là gì ạ? Cái sức khỏe, đúng không ạ? Là đầu tiên, mình sẽ chúc cho các bạn là mạnh khỏe, có sức khỏe để gì ạ? Để chinh phục mục tiêu của các bạn, đúng không ạ? Để giúp cho các bạn có cuộc sống thành công hơn và tốt đẹp hơn. Và đây là một cái livestream vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường, có thể gắn thẻ bạn bè hoặc là người thân của mình, có thể là chồng mình, vợ mình, để gì ạ? Để cùng nghe cái livestream này, để có một năm 2019 khởi sắc hơn, nhiều thành công hơn, nhiều may mắn và hạnh phúc hơn nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái livestream này, và rất mong gặp lại các bạn trong những cái livestream sau. Nếu mà các bạn cảm thấy là cái livestream này vô cùng ý nghĩa thì các bạn hãy cho Hà Ninh được biết nhé. Các bạn hãy comment xuống phía dưới cái cảm xúc của các bạn hay là cái suy nghĩ của các bạn như thế nào về cái livestream này. Thì các bạn cứ comment xuống phía dưới đi. Mình rất là mong muốn là đón nhận cái phản hồi của các bạn về những cái livestream để mình có thể chia sẻ cho các bạn được nhiều cái kiến thức giá trị hơn, cũng như là có thể diễn đạt với các bạn để các bạn hiểu rõ hơn để về các cái ý nghĩa, cũng như là giúp cho bản thân mình có thể thêm được những cái thành công mới hơn, những cái nấc thang chinh phục mục tiêu. Cảm ơn Minh Thu. Cảm ơn Hồ Anh. Xin chào Mai Mai. Các bạn có câu hỏi gì trong cái buổi livestream này thì các bạn có thể comment, mình sẽ trả lời trực tiếp nhé. Mình sẽ trả lời trực tiếp cho các bạn. Nếu mà các bạn không còn cái câu hỏi gì nữa thì mình sẽ kết thúc cái livestream này ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái livestream tiếp theo. Và chắc chắn những cái livestream của mình sẽ chia sẻ thêm nhiều những cái kiến thức rất là giá trị và giúp cho các bạn sẽ học được rất là nhiều những cái điều bổ ích. Cảm ơn Hồ Anh nhé.
Chúc em là năm mới lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và sẽ thành công. Và nếu cần chị hỗ trợ thêm thì cứ inbox cho chị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.